Biến hóa khí chất, sửa tập khí tốt, rằng ngày mùng 2 tháng 5 năm 1987. Mọi người tụ lại đây tập quỳ thiền, thực tế không những chỉ ngồi mà đi đứng nằm đều là tham thiền. Cho nên đi đứng nằm ngồi không rời cái này, rời cái này liền sai lầm. Cái này là cái gì? Tức là thiền hoặc là tĩnh lự. Làm cho ý niệm quy về một, tức là tập trung tinh thần. Cho nên chế tâm một chỗ, không chuyện gì mà chẳng xong. Tại sao người làm việc chẳng thành công? Vì không tập trung tinh thần. Nếu tập trung tinh thần, tức là có định lực. Có định lực thì trí huệ sẽ phát sinh. Ngồi thiền không nên cầu thần thông hoặc cầu hiệu quả gì. Trước hết phải thu thập thân thể cho sạch sẽ, không có các bệnh tật. Như thế thì bất cứ tà khí gì cũng đều không thể xâm nhập vào phạm vi của bạn. Nếu bạn thường có chánh khí thẳng thắn, đầu đội trời chân đạp đất, thì tự nhiên sẽ phát sinh chánh tri chánh kiến mà làm bất cứ việc gì không thể không hợp lý. Đây là ngồi thiền được chỗ diệu dụng. Tâm cảnh của bạn có lúc không có sóng nổi dậy, không có phiền não, không có thị phi, không ta không người, dụng công được như thế thì ngồi thiền có hiệu quả. Đến khi ngồi thiền có công hiệu, bạn tự mình có thể thí nghiệm, bạn có thể hồi quang phản chiếu, tự hỏi mình, phải chăng tôi vẫn còn tham ăn, có còn tham những thứ danh lợi không thật, đã sửa đổi những thói hư tật xấu chưa, nếu gặp những chuyện không hợp lý, không như ý, có còn nổi phiền não lên chăng? Nếu như trả lời là phải, thì tôi có thể nói bạn ngồi thiền không có chút tiến bộ chút nào. Nếu như bạn giảm bớt những tập khí ở trên thì công phu tu hành có chút tiến bộ. Bạn có thể tự kiểm soát. Một, nói về ăn uống. Nếu như giữa thức ăn ngon và dở bạn đều ăn giống nhau thì con quỷ tham ăn bị bạn đuổi chạy đi. Hai, làm việc. Phải chăng những việc đối với tôi có lợi ích tôi đi làm, còn không lợi ích thì không đi làm. Phải chăng tôi rất làm biếng? Nếu như thế thì công phu thiền định của bạn không có tiến bộ. Nếu có thể sửa đổi, phàm làm việc gì đối với người có lợi, tôi đều tự nguyện đi làm, phục vụ cho mọi người. Việc đối với mình phạm vi nhỏ, không màng chú ý đến. Nếu bạn có thể được như thế thì sẽ đuổi con quỷ lười biếng phải chạy đi. 3. Nếu như tinh thần của bạn ngày càng sáng suốt hơn, không hôn trầm buồn ngủ, như thế thì con quỷ buồn ngủ bị bạn đuổi chạy đi. Bạn có thể đuổi con quỷ tham ăn, quỷ lười biếng, quỷ ngủ chạy đi rồi, thì đó là bước đầu công phu ngồi thiền. Từ đó tinh thần và khí chất của bạn nhất định sẽ khác với trước hơn nhiều. Đại biến hoạt nhân nghĩa rằng thay đổi con người sống. Cho nên đồng ở một chùa nhưng thần khí không giống, cũng có thể nói cùng ở một chùa nhưng con quỷ không giống. Trước kia là quỷ vương, hiện nay là Bồ Tát. Hoặc là lúc trước tâm bạn rất độc cay, bây giờ tâm bạn là Bồ Tát. Làm sao biết ngồi thiền có công phu? Chỉ xem bạn ăn vật gì thì biết liền. Nếu bạn luyện ăn ngon thì ngồi thiền sẽ không đắc được diệu dụng. Phải trừ khử hết tập khí mau bệnh. Quan trọng nhất là phải trừ khử và sửa đổi phiền não và sân hận. Phiền não không có thì như cát bùn đã lóng xuống đáy, nước lắng trong vắt thì nhìn đặng thấy rõ. Lúc này trí huệ liền hiện tiền. Nếu tâm thủy hỗn đục, tức chưa quét sạch vô minh phiền não, sẽ không có định lực. Nếu không có định lực thì đừng nói tới huệ lực. Do đó chúng ta ngồi thiền phải có tâm nhẫn nạ, những hành vi thái độ và các phương diện đều phải thay đổi. Thiền không phải chỉ ngồi đó mới là tu hành, mà là thời khắc không lúc nào mà chẳng dụng công. Lâu dần khí chất sẽ thay đổi. Nếu tôi nói đúng thì mọi người có thể chiếu theo làm, nếu nói không đúng thì đừng nghe, hãy quên nó đi. Phải đạo thì tiến, trái đạo thì lùi. Thiền không phải ngồi ở đây xong về nhà thì khởi nóng giận. Nếu không có nóng giận thì giống như Phật. Nếu có nóng giận thì giống như quỷ. Bạn phải thường thường mở miệng liền cười, chuyển phiền não qua thì thành bồ đề, sẽ như trở bàn tay, không cần tìm kiếm bên ngoài, hết thảy đều ở trong tự tánh. Cửa khai mở trí huệ, giảng ngày 16 tháng 5 năm 1987. Mục đích chủ yếu ngồi thiền là khai mở trí huệ. Từ vô thủy kiếp đến nay, chúng ta vì không hiểu ngồi thiền, không hiểu tu trí huệ, cho nên ngày càng ngu si, ngày càng nhiều vọng tưởng phiền não. Tại sao? Vì không tu hành, không ngồi thiền. Sự khai ngộ thì không có hình tướng, không có nhan sắc, không thể dùng con mắt phàm phu để đo lường cảnh giới đã khai ngộ. Kiếp kính thì khai ngộ gì? Tức là biết sinh từ đâu đến, chết đi về đâu, biết sinh như thế nào, chết như thế nào. Hiểu biết rồi thì có thể phá vô minh,
phá vô minh thì không còn phiền não, không còn phiền não thì ít vọng tưởng tạp niệm, tạp niệm ít thì tà niệm cũng ít, tà niệm ít thì chánh niệm hiện tiền, trí huệ liền càng ngày càng tăng trưởng. Như cây cỏ mùa xuân càng ngày ngày càng lớn nhanh, nhưng nhìn thì chẳng thấy mỗi ngày lớn bao nhiêu, trí huệ cũng lại như thế. Chánh niệm tồn tại thì tà niệm bớt đi, trí huệ liền càng ngày càng tăng trưởng. Bạn nhìn thấy được chăng? Nhìn chẳng thấy đặng, vì trí huệ là việc thần thánh không thể thấy được. Bạn có trí huệ chăng? Bạn tự mình cảm giác được. Nếu như bạn không điên đảo, không hồ đồ như lúc trước, chuyên làm những việc nên làm thì bạn có trí huệ. Nhưng nếu bạn còn hồ đồ điên đảo, chuyên làm những việc không nên làm thì đó là ngu si. Tu hành thì phải trở về cội nguồn, khai phát quạng mỏ trí huệ vốn có, khai quật ra thì liền hiểu biết chân chánh. Chân chánh hiểu biết đến cực điểm tức là Phật. Phật với phàm phu không khác gì cho lắm. Chỗ bất đồng là Phật thì người có đại trí huệ. Chúng ta tin Phật không cần cầu thần thông diệu dụng, ba thân bố trí, năm nhãn sáu thông. Chỉ cần bạn tin trí huệ của Phật, chúng ta ai ai cũng đầy đủ trí huệ, không riêng Phật mới có. Phật là người chỉ đường cho chúng ta tiếp nhận con đường mà đi, đi khai phát quạng mỏ trí huệ vốn có. Hiện tại các nhà khoa học, nhà hóa học, nhà vật lý học, nhà triết học, vân vân đều hướng ngoại tìm đáp án. Thật ra, hết thảy đều vốn có đủ trong tự tánh chúng ta. Tham thiền là khai mở công xưởng hóa học của thân mình, làm đủ các thứ thí nghiệm. Tham thiền là thí nghiệm hóa học, là mẹ của khoa học, là mẹ của triết lý. Có thể khiến bạn khai mở đại trí huệ. Khai mở trí huệ rồi thì hết thảy mọi vấn đề đều tự nhiên thấu hiểu. Người thường tham thiền thì thường phát quật đại viên cảnh trí, bình đẳng tánh trí, diệu quan sát trí, hành sở tác trí vốn có. Nếu đắc được bốn trí này thì năm nhãn sáu thông không cầu mà tự được. Cho nên không cần hàng ngày đi tìm thần thông diệu dụng. Những thứ này là tự tánh của chúng ta vốn tự đầy đủ. Nhưng bạn phải có tâm nhẫn nại, sớm tối ngồi thiền thì sẽ thanh tâm quả dục, tự tánh thanh tịnh, trừ khử nhiễm ô. Đây là lúc trong bộ máy hóa học làm thí nghiệm các loại, dùng nguyên liệu gì sẽ thu hoạch được sản phẩm đó. Do đó ngồi thiền thì phải để khỏi chánh niệm, cũng như cây cỏ mùa xuân từ từ phát triển. Nếu không tham thiền, không tu hành, cũng như đá mài dao, không thấy được sự mất mát mà càng ngày càng mòn đi. Lúc chúng ta làm việc hồ đồ đã làm mất đi tinh thần quý báu, thân thể lại hư hoại, cuối cùng thì chết đi. Nếu chân quý thân mình, giữ gìn tinh khiết thì có thể bảo trì thân thể mạnh khỏe, thì trí huệ càng ngày càng tăng trưởng. Không cho rằng chứng thánh mới là cảnh giới tốt. Giờ ngày 17 tháng 5 năm 1987. Tham thiền, trong thì điều tâm, ngoài thì điều thân. Thân tâm hợp mà làm một, tức là lời nói, việc làm phải đi đôi, phối hợp với nhau. Ngồi thiền là thu thập tâm phiên ý mã, đừng để chạy nhảy bên ngoài, khiến cho thân thể và cử chỉ hành động đều phải chánh đáng. Đi đường phải chánh đáng, ngồi đứng nằm cũng phải chánh đáng, hết thảy phải thứ tự như pháp. Cho nên hành như phong, chạm như tùng, tọa như trung, ngoạ như cung. Đi thì như gió thoảng, không nên như cuồng phong bạo vũ. Đứng thì thẳng như cây tùng, ngồi thì vững như đại hồng trung. Nằm thì nằm theo tư thế cát tường. Nếu đi đứng nằm ngồi phối hợp với tham thiền thì công phu mới dễ tương ưng. Thế nào là công phu tương ưng? Tức là rất khinh an, có một thứ cảm giác nhẹ nhàng, khoái lạc, không có vọng tưởng tạp niệm, như nước không có sóng, vọng tưởng ví như sóng nước. Hãy nhìn sóng trong biển, hết cái này đến cái khác, sóng trong tự tâm cũng là như thế. Nếu có định lực, trong thì nhiếp tâm, ngoài thì nhiếp thân, thân tâm đều phối hợp với nhau thì đắc được khinh an. Đây là bước đầu công phu. Ngồi thiền là định sinh hỷ lạc địa, một sự phương tiện đầu tiên mà tham thiền phải trải qua con đường này, cho nên đừng được ít cho là đủ. Lúc này phải hướng về trước cầu tiến bộ, không nên chấp trước cảnh giới gì. Nếu cảm thấy mình không phát khởi thì coi như xong rồi, không thể tiến bộ được nữa. Con đường trung đạo tự vẽ, công phu từ trước phế bỏ hết mà không thể thành tựu. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm có nói, đừng cho rằng chứng thánh mới là cảnh giới tốt. Nếu cho rằng chứng thánh tức bị ma cám dỗ. Đừng cho rằng chứng thánh tức là đừng cho rằng công phu của mình đã đến nhà, tôi đã chứng quả khai ngộ mà sinh tâm tự mãn. Khi sinh tâm tự mãn, đến chiêu tà ma ngoại đạo đến. Tà ma ngoại đạo tức là tham thần thông. Nếu cho rằng mình chứng thánh tức bị ma cám dỗ,
liền rất dễ bị tổ hòa nhập ma. Nếu tham tiện nghi nhỏ, cảnh giới nhỏ thì rất dễ lầm vào đường tà. Do đó tham thiện không nên chấp trước, không chấp thiện, không chấp ác. Cho nên có câu Phật đến chém Phật, ma đến chém ma, Phật hiện thân cũng đừng cho là tốt. Đây chỉ là một giai đoạn của sự công phu, ma đến cũng đừng sợ, Phật đến cũng đừng mừng. Bạn sinh tâm mừng cũng dễ tổ hỏa nhập ma, sinh tâm kinh sợ cũng dễ tổ hỏa nhập ma. Tóm lại, hỷ nộ ai cụ, ái ác dục, thất tình đều được động tâm. Nếu bạn sinh vui mừng, nóng giận, bi ai, kinh sợ, tham ái, ác độc hoặc dục niệm đều không tránh đáng. Cho nên phải quét cho sạch thất tình lục dục, đi đứng nằm ngồi phải như nước không có sóng. Một khi động thất tình lục dục thì giống như nước nổi sóng, tâm vương liền không bình an. Nếu tâm vương không động thì tánh an định, không lo không buồn, bình tĩnh. Như nước không sóng thì trí huệ mới hiện tiền. Trong tâm không có tạp niệm mới sinh trí huệ. Do đó ngồi thiền phải phối hợp với hành động. Không riêng ngồi mới là ngồi thiền, mà lại đi đứng nằm ngồi đều phải luôn luôn dụng công. Tam Xà Tổ Sư giảng tại Kim Sơn Tự ngày 22 tháng 5 năm 1987. Chúng ta tham thiền là nghiên cứu vọng tưởng của tự tánh sinh khởi như thế nào, diệt như thế nào, vọng tưởng sinh diệt, đáo đè là ai chi phối. Chúng ta tham thiền là muốn hiểu biết những việc không hiểu biết, muốn thấu triệt được phải tĩnh tọa. Ngồi thiền thì đau như đánh đòn, dù đau cũng phải nhẫn, nhẫn được mới hiểu biết được niệm điểm sinh diệt. Tại sao bạn không thể quản lý được? Bạn kêu vọng tưởng đừng sinh ra, nó vẫn cứ sinh ra. Bạn kêu nó đừng diệt, nó cũng cứ diệt. Nếu như niệm đầu này là tôi, tại sao tôi không thể làm chủ được, tức là làm chủ không được? Cho nên phải tu trí huệ. Muốn tu trí huệ thì phải tĩnh tọa. Cho nên tĩnh cực quang thông đạt, có thể tĩnh đến cực điểm thì trí huệ quang liền thông đạt, hoàn toàn thấu triệt. Nhưng thời kỳ tham thiền ngàn vạn đừng đam không chấp tịch. Nếu trầm mê về lý không thì đọa vào lý không, đoạn thường. Như giết người cũng là không, phóng hỏa, trộm cắp, hút sách, vân vân, hết thảy đều không. Như vậy là làm những việc hồ đồ. Nếu chấp trước cảnh vắng lặng, chấp trước sự khoái lạc, cảnh định hiện tiền khinh an, hoặc tướng tốt hiện tiền, đều là đắm trước vị thiền. Nếu như đam không chấp tịch thì cuối cùng không thể vượt qua cửa ải được. Sau đây là một câu chuyện dùng làm sáng tỏ nghĩa này. Pháp sư Huyền Trang đi Ấn Độ thỉnh kinh, đi qua núi nọ, trong động có một vị tu hành đã nhập định. Không biết nhập định đã bao lâu rồi. Ngài Huyền Trang bèn đánh thức dậy vị tu hành, liền xuất định trên đầu ngài chim làm tổ trên đó để trứng ấp trứng, đủ thấy định lực của lão tu hành. Lão tu hành từ từ mở mắt ra, hoạt động một lúc mới có thể nói được. Ngài Huyền Trang hỏi lão tu hành, ngài nhập định để làm gì? Đáp, tôi đại Phật Thích Ca xuất thế. Ngài Huyền Trang nói, Phật Thích Ca đã xuất thế và đã nhập Niết Bàn rồi. Lão tu hành nói, nếu vậy thì tôi tiếp tục nhập định, đợi tương lai Phật Di Lặc sẽ xuất thế. Ngài Huyền Trang nói, ngài không cần nhập định, tuy Phật Thích Ca đã nhập Niết Bàn, nhưng Phật giáo còn tồn tại trên thế gian. Ngài hãy theo tôi đến Trung Hoa, cùng nhau hoằng dương Phật Pháp, không tốt chăng? Nhưng thân thể của ngài đã già rồi, ngài hãy đổi thân khác đi. Lão tu hành nói, đổi thân khác như thế nào? Ngài Huyền Trang nói, ngài đến Trường An, thấy nóc nhà nào màu vàng lưu ly thì đầu thai vào. Đợi tôi từ Ấn Độ về, cùng với ngài hoằng dương Phật Pháp. Lão tu hành trong quá khứ đều đuổi theo, nhưng không gặp cơ hội. Phật Thích Ca ra đời, ngài còn đang nhập định mà bỏ qua cơ hội. Hiện nay ngài nghe nói, nóc nhà màu vàng lưu ly lại rối loạn không rõ ràng mà đầu thai lộn. Đầu thai vào nóc nhà màu lục lưu ly, làm con quan tể tướng. Từ điểm này liền biết ngài nhận không rõ ràng cho nên đầu thai lộn. Ngài Huyền Trang ở tại Ấn Độ 17 năm sau mới trở về Trường An. Trước tiên hướng Đường Thái Tông chúc mừng rằng, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng ngài sinh được thái tử, vị đó do tôi phái đến có thể sẽ xuất gia. Vua Thái Tông nói, tôi không có sinh được thái tử. Ngài Huyền Trang quan sát trong định, phát giác lão tu hành đầu thai lộn, sinh vào nhà tể tướng, thân thể cường tráng, có khí khái anh hùng, nhưng không nghe lời, lại uống rượu ăn thịt, thích gái, cậy thế lực gia đình, hoành hành, không sợ. Ngài Huyền Trang đi tìm quan tể tướng, nói rõ đầu đuôi câu chuyện. Quan tể tướng nói, thằng con này không giữ quy củ, tôi cũng khuyên không được. Ngài gọi nó xuất gia đó là việc tốt. Sau đó thương lượng với đứa con, nhưng đứa con trợn mắt chừng nói, con không xuất gia, cha đi xuất gia đi. Quan tể tướng không còn cách nào khác.
Ngài Huyền Trang chỉ còn thương lượng với vua Thái Tông, thỉnh hoàng đế hạ chỉ, khiến cho vị thanh niên đó xuất gia. Vị thanh niên đó tiếp được chiếu thư liền nói, bệ hạ ép tôi xuất gia nhưng tôi phải ra điều kiện. Trước đó, Ngài Huyền Trang đã nói với Đường Thái Tông, bất cứ vị thanh niên này ra điều kiện gì đều phải đáp ứng, chỉ cần y xuất gia là tốt. Cho nên vị thanh niên ra ba điều kiện rằng, thứ nhất, tôi không giữ giới rượu, cần phải có một xe rượu bên tôi. Thứ hai là một xe gái đẹp và thứ ba là một xe thịt. Nếu chấp nhận thì tôi mới xuất gia. Thái Tông nói chấp nhận nguyện vọng nhà ngươi. Do đó có ba xe đi theo con trai ông tể tướng đến Đại Hưng Thiện Tự đi xuất gia. Trong chùa thấy con trai ông tể tướng đến xuất gia, liền nổi chuông trống lên. Vị thanh niên nghe tiếng chuông trống liền khai ngộ. Nguyên lai tiền thân của tôi là lão tu hành, tôi cần những xe này để làm gì? Các vị hãy trở về đi. Sau đó mọi người xưng là Tam Sa Tổ Sư. Từ câu chuyện này thấy lão tu hành cũng đi sai đường, gặp được thiện tri thức chỉ ra khỏi đường mê. Sau này ngài chính là Huy Cơ Đại Sư, đệ tử học thức của ngài Huyền Trang, đại trí thức của Tông Duy Thức. Nhưng ban đầu ngài cũng đi lộn đường, đầu thai lộn. Từ đây nhìn lại, chúng ta ngồi thiền không nên tham tiện nghi, tham thần thông tự tại, không nên tham trước vị thiền, phải luôn luôn đề cao cảnh giác, không nên được ít cho là đủ, tự vẽ con đường trung đạo. Trì giới thanh tịnh như trăng rằm, giảng ngày 24 tháng 5 năm 1987. Hôm nay là ngày kỷ niệm 50 năm cầu Kim Môn, cầu Golden Gate ở San Francisco. Bình thường người đến ngồi thiền, phần đông chạy đến bên cầu để nhìn núi, ngắm biển, tham thiền như thế. Tức là không hiểu được chữ tham. Tham là phải nhìn thẳng vào ý niệm của mình, không ra không vào, không sinh không diệt, mới là công phu tham thiền. Người tham thiền trước tiên phải chỉ giới. Một, không sát sinh, phải bồi dưỡng tâm tử bi, phạm là nhân sát, pháp sát, duyên sát, nghiệp sát đều phải đoạn trừ. Hai, không trộm cắp, không phạm nhân trộm, duyên trộm, pháp trộm và nghiệp trộm. Ba, không tà dâm, nhân dâm, duyên dâm, pháp dâm, nghiệp dâm cũng phải đoạn trừ. Bốn, vọng ngữ, khó nhất là trì giới này, bất tri bất giác, rất dễ vi phạm. Năm, uống rượu, tất cả nhân duyên pháp nghiệp đều phải đoạn trừ. Có người hỏi, con chưa thọ năm giới, tại sao phải giữ? Năm giới này là giới tự tánh, không màng bạn có thọ hay không thọ cũng phải giữ. Thọ giới là sự tướng, giữ giới là lý. Bạn nhất định phải giữ giới thanh tịnh, trên sự tướng mới được viên mãn, phải trì giới thanh tịnh như trăng rằm, tư hào không thiếu khuyết, mới là bổn phận tham thiền. Nếu thói hư tật xấu quá nhiều lại không sửa đổi còn muốn tham thiền, cũng như nấu cát muốn thành cơm không bao giờ có được. Không đoạn trừ sát đạo dâm vọng tiều thì tình hình rất nghiêm trọng. Hiện tại phạm một chút, tương lai lại phạm nhiều. Nhất định lời nói việc làm phải đi đôi. Nếu như nói được mà làm không được, đó là kẻ làm loạn trong Phật giáo. Nếu chưa nói mà làm được mới là chân Phật tử. Phải cung hành thực tiễn, lấy thân làm khuôn phép mới có sự thành tựu. Bằng không bị tai ăn cắp chuông thì tự mình dối gạt mình. Tham thiền không nên bị cảnh truyền. Rằng ngày 7 tháng 6 năm 1987, ngồi thiền là tập định. Tập định tức là ngồi thiền. Có người hỏi đà tọa tham thiền là một hay là hai? Thật ra đà tọa và tham thiền tuy danh từ không giống nhưng ý nghĩa là một. Tham thiền là phải thật hiểu biết, sáng suốt không còn hồ đồ nữa. Sở dĩ con người hồ đồ là vì tâm chuyển theo cảnh. Cảnh giới đến không nhận thức được. Cảnh giới tốt đến thì bị cảnh giới tốt chuyển. Cảnh giới xấu lại cũng bị cảnh giới xấu chuyển. Mỗi ngày chúng ta tiếp xúc đều là những cảnh giới. Mắt thấy sắc đẹp liền động tâm. Mỗi người hương cũng bị động. Lưỡi nếm vị cũng bị động. Thân xúc giác cũng bị động. Ý duyên pháp cũng bị động. Đó đều là chuyển theo cảnh, biểu hiện không có định lực. Nếu có định lực thì luôn luôn sáng suốt. Không phải nghe người khác khen thì bạn cảm giác như mật ngọt, còn nghe người khác chê thì bạn cảm giác đắng như huỳnh liên, đó đều là bị cảnh truyền. Nếu có trí huệ chân thật thì không bị cảnh truyền, nếu không bị sáu căn, sáu trần, năm dục truyền thì đó là có định lực, mới là chân chánh đả tọa tham thiền. Nếu ngồi thiền rồi, sau lại có nhiều tâm tham, tâm tranh, tâm cầu, tâm ích kỷ, tự lợi và nói dối, đây là sáu thứ bệnh. Không những không giảm bớt mà lại tăng thêm, tức chưa hiểu cách thức dụng công, như vậy rất dễ bị ngoại duyên cảm nhiễm. Hiện nay trên thế giới có chứng ái tử bệnh, AIDS chuyển nhiễm không thuốc chữa, rất dễ chuyển nhiễm. Tại sao chuyển nhiễm một cách nhanh chóng? Vì người thế gian không có định lực.
Nếu người có định lực thì tự nhiên có lực đề kháng chống lại, sinh ra tinh thần đại vô ý, cái gì cũng không sợ. Định lực có thể trị hết thảy bệnh tật. Nếu có định lực thì cảnh giới bên ngoài không thể cảm nhiễm bạn được. Đây không phải là nói có thần thông gì hết, mà là có một thứ sức lực vô hình có thể tiêu trừ hết thảy tai nạn. Tại sao con người bị cảnh giới làm ô nhiễm đều vì không có định lực mà bị chuyển nhiễm? Hiện tại con người chỉ biết có ái tử bệnh, nhưng không biết chỉ có định lực mới hít trị được gốc của nó. Trong chứng đạo ca có nói rằng: đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói năng động tĩnh thể an nhiên, ngộ gặp đau bén thường thản nhiên, uống nhầm thuốc độc cũng nhạt nhàn. Thể an nhiên tức là biểu hiện của định lực. Cho nên Pháp Sư Tăng Triệu trước khi bị đưa đi chém đầu, ngài nói bài kệ rằng: tứ đại vốn không, ngũ ấm nguyên vô ngã, tương đầu lâm bạch nhận, do như chẳng xuân phong. Nghĩa rằng bốn đại vốn là không, năm ấm không thật ngã, đưa đầu kề đao nhọn cũng như chém gió xuân. Đến lúc này thì bạn còn sợ cái gì nữa? Tránh khí thản nhiên để kháng hết thảy cảnh giới bên ngoài đến. Các vị tham thiền đả tọa, đem thân thể này tu mạnh khỏe thì hết thảy bệnh tật cũng không thể xâm nhập bạn được. Thuận nghịch đều tinh tấn, giả ngày 13 tháng 6 năm 1987. Phần đông những người tập ngồi thiền chỉ trong một tuần lễ thì cảm giác rất có tiến bộ. Thân thể mạnh khỏe, tinh thần cũng an vui, phiền não càng ngày càng ít, trí huệ càng ngày càng tăng trưởng, cũng không có lo buồn, sân hận. Đây là biểu hiện công phu ngồi thiền tương ưng. Có người lại ngồi thiền mà tâm bận ý loạn, vọng tưởng lăng xăng, càng ngồi càng áy náy, ngồi không yên. Vốn không có phiền não nhưng nay ngồi lại sinh phiền não. Vốn không lo buồn nhưng khi ngồi lại sinh lo buồn. Thậm chí có người ngồi ở đây mà vọng tưởng về tiền bạc, vọng tưởng về dục niệm, hoặc là nghĩ ngồi thiền chẳng ích lợi gì, không thể khiến cho tôi được tiếng tăm, hoặc nghĩ ngồi thiền không bằng đến nhà hàng ăn đồ ngon vật lạ. Phần đông lại nghĩ không bằng ở nhà mình ngủ nhiều hơn một chút, thoải mái hơn ở đây. Người có hai loại, một là người có căn lành phát hiện, nghĩ muốn tu hành, buông xả mọi thứ, đợi đến khi căn lành thành thục liền thành Phật. Riêng có một hạng người nghiệp chướng sâu nặng, cho nên có câu: muốn học giỏi oan nghiệp tìm, muốn thành Phật trước thọ ma. Mà đến nhiễu loạn tâm của bạn, xem ý chí của bạn có kiên cố chăng, có thật muốn ngồi thiền chăng, đến để khảo nghiệm bạn. Lúc đó bạn không nên bị cảnh chuyển, cặp thuận cảnh nghịch cảnh đều tinh tấn. Cặp thuận cảnh phải cầu tiến về trước, gặp nghịch cảnh phải cầu tiến về trước. Tự nhiên đã biết ngồi thiền là tốt, bất luận là vọng tưởng gì, ngồi xuống rồi cũng phải nhẫn, đây là công phu có tiến bộ. Phải phát đại bồ đề tâm, tương lai nhất định sẽ thành Phật. Phải dùng kiên thành hằng ba điều kiện này để khắc phục bất cứ cảnh giới nào. Một, kiên, phải có tâm kiên cố, bất cứ cảnh giới nào trước mặt cũng phải khắc phục. Hai, thành, cẩn thận sự việc, đối với tham thiền phải chí thành khẩn thiết, đừng có tâm hư ngụy. Ba, hằng, thường hằng không đổi, nếu muốn làm việc gì phải trước sau như một. Khi bắt đầu ngồi thiền phải quán triệt thủy chung, hiểu biết triệt đề, nhận thức bản lai diện mục, như thế mới liễu sinh thoát tử, mới đạt được quả Phật Bồ Đề. Mọi người đừng quên ba điều kiện này và không nên quên thuận nghịch đều tinh tấn. Đây là tư tưởng và vốn liếng đến cõi Phật, khiến bạn nhất định đạt được mục đích. Từ bỏ tâm ý thức, giảng ngày 14 tháng 6 năm 1987. Chứng đạo ca của Vĩnh Gia Đại Sư có nói: tổn pháp tài, diệt công đức đều do tâm ý thức ấy. Phải dùng cửa thiền liễu tâm này, sớm ngộ vô sinh tri kiến lực. Người tu đạo không thể tổn pháp tài, diệt công đức. Nếu tổn pháp tài thì không có phước, không có huệ. Nếu diệt công đức thì căn lành diệt mất. Pháp tài phải càng ngày càng sâu dày, công đức phải càng ngày càng tăng trưởng thì sự tu đạo mới tương ưng. Tại sao pháp tài lại tổn, công đức bị diệt? Vì bạn chưa dùng tâm ý thức, dùng tâm để tính toán, dùng ý để đo lường, dùng thức để phân biệt. Bận rộn tối ngày, tính toán đo lường, phân biệt không ngừng, chuyên môn dụng công phu trên tâm ý thức, do đó mà tổn pháp tài diệt công đức. Tham thiền là tĩnh lự, tức là tâm niệm bất động, cho nên gọi là tĩnh. Thiền môn là một pháp môn hướng thượng, đơn đao vào thẳng. Từ bỏ tâm ý thức, cho nên nói liễu khước tâm. Tâm này cũng bao quát sự hoạt động của ý thức, phải làm cho các thứ vọng tâm hoạt động ngưng bặt mới gọi là tĩnh lự. Từ đó mới đốn ngộ vô sinh tri kiến lực, chứng được vô sinh pháp nhẫn, chứng được noãn đỉnh nhẫn thế đệ nhất bốn gia hạnh. Một, noãn,
là ngồi được có chút hơi ấm. 2. Đỉnh là công phu đã đạt đến điểm trên đỉnh. 3. Nhẫn là lúc này rất khó nhẫn nhưng cũng phải cố gắng nhẫn. 4. Thế đệ nhất là trở thành đại trưởng phu trong thế gian và xuất thế gian. Muốn chứng được 4 địa vị này, trước phải hiểu thế nào là tĩnh lự, tức là tâm ý thức bất động, ý nghĩ của chúng ta như sóng nước không thể ngưng bặt. Ngồi thiền là muốn những ý nghĩ của tâm ý thức không dao động, khiến nó tự nhiên ngưng bặt. Ngưng rồi tức là tĩnh lự, tĩnh đến cực điểm liền sinh trí huệ, sinh trí huệ liền phát quang, cho nên tĩnh cực quang thông đạt, tức cũng là đốn ngộ vô sinh tri kiến lực, có thể từ bỏ tâm ý thức, đắc được vô sinh tri kiến lực mới khai mở đại trí huệ. Do đó dụng công không nên tìm huyền diệu, cầu thần thông, khi bạn đến được tĩnh cực quang thông đạt thì có đại trí huệ, đối với vấn đề gì đều có thể giải quyết được hết, không phí sức. Nếu hút thật có đại trí huệ thì không còn điên đảo nữa. Đây là bước đầu công phu tọa thiền. Do đó mọi người ngồi thiền không nên khởi vọng tưởng, phải ngưng bặt hết thảy mọi vọng niệm mới đúng. Tám gió thổi không lay, rằng ngày 20 tháng 6 năm 1987. Ngồi thiền tức là tư duy tu. Dùng ba chữ này quán ra thì thấy rằng ngồi thiền không thể không có vọng tưởng. Nhất định có vọng tưởng, cũng giống như sóng nước. Tại sao trong nước lại có sóng? Vì có gió. Tại sao chúng ta ngồi thiền lại khởi vọng tưởng? Vì trong tự tánh tồn tại hư vọng. Hư vọng này như gió, còn vọng tưởng thì như sóng trong nước. Hiện tại ngồi thiền phải tĩnh lự, tức là phải ngưng bặt gió vọng tưởng. Tư duy tu, tức là phải giảm bớt vọng tưởng, ngưng bặt sóng trong tâm. Tĩnh tức là khiến cho tâm bất động, lự tức niệm lự. Niệm lự không khởi thì sinh định lực phát sinh thì trí huệ hiện tiền. Có trí huệ rồi thì thấy rõ thật tướng của các pháp, tức một niệm không sinh toàn thể hiện. Tĩnh lự đến cực điểm, một tơ hào vọng tưởng cũng không còn thì biển nhập định, trí huệ vốn có sẽ hiện tiền. Mới thật hiểu biết đạo lý căn bản làm người, mà không bị vật bên ngoài làm dao động tâm của bạn, mới cho rằng như như bất động rõ ràng sáng suốt. Lúc này tám gió khen chê khổ vui được mất, được khen bị chê, không thể lay động tâm của bạn. Nếu người khen bạn chê bạn hoặc gặp cảnh khổ nghịch thì hoặc cảnh vui thuận, hãy thản nhiên giữ thái độ thuận nghịch đều tinh tấn, khổ vui tâm không động. Lợi là việc lợi ích cho mình, mất là khiến bạn tổn thất, bị chê là hủy báng, được khen là tán thán. Nếu được tám gió thổi không lay thì ngồi thẳng trên hoa sen, không bị tám gió thổi lay động là biểu hiện tư duy tu tĩnh lự, không vì vật bên ngoài làm lung lay mới hiểu rõ ngồi thiền như thế nào. Chúng ta ngồi thiền phải càng ngày càng tinh tấn, không thể lâu ngày rồi sinh ra giải đãi. Nếu giải đãi thì không thể nào thành tựu. Cũng như đi học phải sớm tối cố gắng, trải qua 10 năm trước cửa lạnh nhưng vẫn thản nhiên, cho nên 10 năm khổ nhọc không người hỏi, khi thành danh rồi thiên hạ biết. Người xưa lại nói rằng không thọ một phen luyện khổ công, sao được hương thơm ngát lỗ mũi. 10 năm khổ nhọc không người hỏi, phải chăng nghĩ rằng mình tương lai một khi thành danh thiên hạ đều biết? Không phải, họ luôn luôn tha thiết mà giũa kinh sử, không nghĩ rằng phải làm cho thiên hạ đều biết. Nếu có ý nghĩ như thế tức là sai lầm. Người tu luyện khổ công cũng không nghĩ tương lai hương thơm ngát lỗ mũi. Tuy nhiên họ hiểu rõ ý nghĩa này, nhưng cũng không khởi vọng tưởng như vậy. Nếu khởi vọng tưởng như thế thì vĩnh viễn không được thiên hạ biết, cũng không được thơm ngát lỗ mũi. Do đó chúng ta làm việc phải chân thật, phải đứng vững trên mặt đất, không thể cho rằng do may mắn mà được, không làm mà mong thu hoạch. Đây đều là tư tưởng sai lầm. Muốn làm việc được thành công thì không thể ngồi đợi. Làm việc không phải là không phí công phu, không làm mà mong thu hoạch. Ví như ăn cơm, đói thì phải từ từ ăn vào mới no, không thể nuốt vào mà không nhai kỹ, không những không thể trị bệnh đói mà còn khó tiêu hóa. Chúng ta ngồi thiền phải càng ngày càng tinh tấn, như thế mới đúng là tư duy tu, là tĩnh lự. Mộng huyễn bọt bóng, giảng ngày 21 tháng 6 năm 1987. Kinh Kim Cang có nói, hết thảy pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, như xương cũng như điện, nên quan sát như thế. Hữu vi là chỉ sự vật có hình tướng, sự tướng không cứu kính. Tướng này chẳng phải thật, nhưng phần đông đều bị tướng giả này mê hoặc, không thể phân biệt được thật hay giả, bỏ giác hợp trần, nhận giặc làm con. Do đó nguồn gốc tâm tánh vốn thanh tịnh, nhưng bị pháp ô nhiễm che lấp. Cũng giống như tấm gương bỏ lâu không dùng, bụi bặm dính quá dày, không thể chiếu rõ hết thảy tướng bên ngoài. Đối với thật giả không nhận thức rõ ràng,
cho nên hồ đồ để cho thời gian trôi qua lãng phí. Hết thảy pháp hữu vi, bao quát hết thảy sự vật hữu hình có biểu hiện sự tướng, đều là hư vọng không thật, như mộng huyễn bọt bóng. Những pháp hữu vi này như mộng nằm mộng không chân thật, ảnh tượng như huyễn hóa, muôn hình ngàn trạng, lại như bọt nước, thấy thì có nhưng thực chất vốn không, vì tự tánh nó vốn không, cũng như hình bóng, căn bản thể tánh không chân thật, như xương cũng như điện. Xương vào lúc sáng sớm, khi mặt trời mọc chiếu vào thì khô ráo, điện cũng chỉ trong nháy mắt, đều không thực tại, nhưng con người không nhận thức, để bị tướng bên ngoài mê hoặc. Có những người bị tiền tài mê hoặc, thậm chí bất chấp thủ đoạn để kiếm tiền. Có những người bị sắc mê hoặc, ngày đêm truy cầu mãn túc sắc dục. Có những người tham háo danh, bị danh sai khiến mà điên đảo. Có những người buông xả không được vấn đề ăn, cả ngày chỉ nhớ ăn ngon mặc đẹp, thực dục cũng bao quát quần áo trong đó. Còn những người đối với tài sắc danh ăn họ có thể buông bỏ, nhưng không thể nào buông bỏ được ngủ nghỉ. Ngủ ít một chút thì cảm giác mình ăn quá thiếu, nhất định phải ngủ cho đủ. Tài sắc danh ăn và ngủ là địa ngục, năm căn đều là pháp hữu vi. Vậy thì làm thế nào để giải quyết vấn đề này? Phải nhận thức hết thảy pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, như xương cũng như điện, như tức là giống như. Bạn có thể quán chúng như thế, nhìn thấu triệt chúng, giác ngộ chúng đều không thực tại. Nhìn xem trong lịch sử từ xưa đến nay, có ai vĩnh viễn giữ được tiền tài chăng? Vĩnh viễn giữ được sắc đẹp chăng? Vĩnh viễn giữ được danh tốt chăng? Vĩnh viễn ăn đồ cao lương mỹ vị chăng? Vĩnh viễn ngủ không tỉnh dậy chăng? Tất nhiên quá khứ không ai có thể ôm giữ vĩnh viễn năm dục này. Tại sao bạn phải vì vấn đề này mà điên đảo? Nếu muốn không điên đảo thì phải học trí huệ. Học trí huệ thì phải từ giới luật mà thực hành. Chỉ giới tất sẽ sinh định, từ định mà phát huệ. Đó là một công thức rất đơn giản. Tĩnh tọa trong chốc lát. Giảng ngày 27 tháng 6 năm 1987. Nếu có người tĩnh tọa trong chốc lát, còn hơn xây hàng xa tháp bảy báu. Trong chốc lát bao gồm vô lượng đại kiếp. Vô lượng đại kiếp không rời một niệm hiện tiền. Một niệm hiện tiền không ra ngoài vô lượng đại kiếp. Nếu tĩnh tọa trong chốc lát, lúc này không thấy có tướng người, tướng ta, tướng chúng sinh, tướng thọ mạng, không một tơ hào vọng tưởng, một niệm không sinh, vạn duyên buông bỏ, thì lúc này dung nạp vô lượng đại kiếp là một niệm, phóng một niệm làm vô lượng kiếp. Nếu tĩnh tọa trong chốc lát, hoặc nửa giờ, hoặc 3 giờ, hoặc 5 giờ, hoặc 7 ngày đêm, lúc này thật sẽ đạt được. Trong thì không có thân tâm, ngoài thì không có thế giới. Loại công đức này so với bạn xây tháp Phật bằng 7 báu nhiều như số cát sông Hằng hãy còn lớn hơn. Tại sao? Vì công đức kiến tạo tháp có hình tướng cho nên cuối cùng sẽ đoạn diệt. Nếu đạt đến không còn thân tâm, không còn thế giới thì lúc này trí huệ bát nhã của bạn sẽ hiện tiền. Thứ công đức này nhìn không thấy, nghe không được, người không có mùi vị nhưng tánh giác bồ đề rõ ràng tồn tại. Nếu trong khoảnh khắc, trong thời gian rất ngắn, không thấy có tướng người, không tướng ta, không tướng chúng sinh, không tướng thọ mạng thì tương ứng với Phật tánh. Phật tánh vốn chiếu rõ thật tướng của các pháp, không sinh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm, nhưng vì bị vô minh che lấp, ánh sáng mặt trời trí huệ vốn có không hiện tiền, bị mây che lấp, trời đất tối đen cho nên phân biệt không rõ, lấy phải làm trái, lấy trái làm phải, nhận giặc làm con, vọng tưởng điên đảo cho nên luân hồi sinh tử. Vào đời đường, ngài Ngưỡng Sơn tu tại Hồ Nam đắc được định lực tĩnh tọa trong chốc lát. Ngài không mang đến vàng bạc châu báu, thân nhân bạn bè và hết thảy năm dục. Ngài Ngưỡng Sơn tuy không cầu danh lợi nhưng thời gian lâu rồi, ai ai cũng đều biết ngài. Rất nhiều người lên núi cúng dường gần gũi ngài để cầu phước cầu huệ. Tin đồn này truyền đến thừa tướng Phỉ Hưu, do đó thừa tướng cũng lên núi lễ bái. Thấy trên núi chỉ có vỏn vẹn một lều tranh không giường chiếu, không có gì cả, chỉ có cái bồ đoàn người thường thường dùng để ngồi. Người đến ngài cũng không động, người đi ngài cũng không màng, không nghênh đón, cũng không tiễn khách. Thừa tướng Phỉ Hưu lại nghĩ, vị tu hành này không có chùa, hiện tại mình có tiền, thôi thì làm một ngôi chùa cúng dường cho ngài tu. Sau đó sai bọn tùy tùng lấy ra 300 lạng bạc, nhưng ngài Ngưỡng Sơn cũng không tiếp nhận, cũng không từ chối. Thừa tướng Phỉ Hưu bỏ bạc trên đám cỏ rồi đi. 300 lạng bạc hồi đó tương đương với 3 triệu đô la bây giờ. 3 năm sau, thừa tướng Phỉ Hưu nghĩ chắc chùa đã xây xong rồi, đi xem cho biết. Lên đến núi thì thấy lều tranh vẫn còn, chùa thì chẳng thấy đâu hết. Thừa tướng Phỉ Hưu nghĩ, tôi cũng dường tiền, tại sao ngài không làm chùa, vẫn
còn chịu khổ như cũ, không biết tiền đem đi đâu rồi. Do đó bèn hỏi ngài Ngưỡng Sơn: Thiền sư, con cúng tiền cho ngài làm chùa, ngài để đâu rồi? Ngài Ngưỡng Sơn nói: Trước kia ông để ở đâu thì lại đó tìm. Thừa tướng Phỉ Hưu đi lại chỗ cũ xem thì số tiền bạc vẫn còn nguyên. Thừa tướng Phỉ Hưu lại nghĩ: Vị tu hành này thật là lười biếng, cúng tiền ngài cũng không dùng, tại sao càng tu càng ngu si? Lúc này ngài Ngưỡng Sơn nói với thừa tướng: Ông cho rằng tôi không biết dùng tiền, ông hãy mang về dùng làm việc khác, tôi không nghĩ làm chùa có hình tướng. Thừa tướng sớm đã biết lai lịch của ngài mới phát tâm vì ngài xây chùa, tuy tạo chùa xong không biết bồi dưỡng trí tuệ của mình thì không như ngài Ngưỡng Sơn ở tại đó tạo chùa trí huệ. Nếu ai không động vọng niệm, không khởi vọng tưởng năm dục, đó mới là chân tu đạo. Người ngồi thiền phải học ngài Ngưỡng Sơn, đối với tiền bạc không động tâm, đừng ngồi tại đó khởi vọng tưởng. Tôi ngồi xong sẽ đi làm nghề gì, kiếm bao nhiêu tiền, hoặc ở tại đó tính tiền đậu hũ, ai còn thiếu tiền mấy miếng đậu hũ, vân vân. Nếu muốn làm như thế thì thà ở nhà làm, đừng đến chùa làm. Do đó người muốn kiếm tiền từ nay về sau phải kiểm điểm, đừng mang những thứ vọng tưởng lang sang ấy vào chùa. Lão Tăng một khi ngồi tiêu hết vạn lạng vàng, rằng ngày 4 tháng 7 năm 1987. Ngưỡng Sơn lão nhân có nói rằng Lão Tăng một khi ngồi tiêu hết vạn lạng vàng, ý nghĩa nói đến thừa tướng Phỉ Hưu. Tuy ông ta biết xuất gia là tốt, nhưng vì làm thừa tướng không thể xuất gia, bèn xây một ngôi chùa lớn chứa khoảng hơn 2.000 vị tăng. Lúc đó có rất nhiều người xuất gia nghe tin ngài Ngưỡng Sơn ở Hồ Nam xây một đạo tràng lớn, đều đến để tu học thân cận ngài Ngưỡng Sơn, ngày ngày ngồi thiền tập định nghiêm trì giới luật. Thừa tướng Phỉ Hưu thấy mình không có phần xuất gia, bèn cho con lên chùa xuất gia. Đứa con này là Hàn Lâm học sĩ, tức là tốt nghiệp quốc lập học viện tối cao. Ngài Ngưỡng Sơn thấy vị Hàn Lâm xuất gia cho pháp danh là Pháp Sư Pháp Hải, giao cho công việc vánh nước. Đương thời số người ở tu hơn 1.000 người, phân công việc này cũng không nhẹ. Thời đó không phải không có nước robinet như ngày nay, phải xuống giếng gánh về từ sáng đến tối, không có thời gian nghỉ ngơi. Sáng sớm 3 giờ dậy, đại chúng lên khóa lễ sáng, còn Pháp Sư Pháp Hải đã bắt đầu đi gánh nước. Như vậy trải qua mấy năm gánh nước mà không có làm việc gì khác, thậm chí tụng kinh ngồi thiền cũng chưa tham gia. Một vị Hàn Lâm mà phải vì đại chúng gánh nước thật giống như bị thiệt thòi. Nhưng Pháp Sư Pháp Hải cũng không từ nan, cố gắng đi làm. Một ngày nọ, vị Pháp Sư Pháp Hải có chút nhàn rỗi, từ khi về chùa không biết người xuất gia tu cái gì, cho nên Pháp Sư Pháp Hải lén đi đến thiền đường nhìn trộm, thấy trong thiền đường có một số người ngồi thiền ngay ngắn, có một số đầu gục lên gục xuống vì ngủ gục, riêng một số mở mắt nhìn đông nhìn tây. Pháp Sư Pháp Hải nghĩ rằng mình hằng ngày gánh nước làm đầu tắt mặt tối, các vị chỉ ngồi ngủ gục hoặc mở mắt nhìn khắp nơi, làm sao nhận được sự cúng dường của tôi. Do đó trong tâm buồn bực phiền não, ôm lòng oán giận. Pháp Sư Pháp Hải chỉ nghĩ như thế chứ không nói ra, nhưng ngài Ngưỡng Sơn đã biết rồi, bèn gọi vào phòng phương trượng nói: Nhà ngươi ở đây đã được mấy năm, hiện tại ôm lòng oán giận, cho rằng những người xuất gia không đủ tư cách tiếp thọ sự cúng dường của nhà ngươi, nay không cho ngươi ở đây nữa, ngươi hãy thu thập hành lý đi ngay. Pháp Sư Pháp Hải bị chùa đuổi đi, liền tử giã sư phụ Linh Hiệu Thiền Sư nói: Sư phụ, con không có tiền, không biết nên đi đâu. Linh Hiệu Thiền Sư liền cho 8 đồng rưỡi tiền, nói rằng ngươi muốn đi đâu cũng được, nhưng khi tiêu hết số tiền này thì dừng lại, nếu dùng chưa hết thì đừng dừng lại. 8 đồng rưỡi tiền lúc đó bằng 85 đồng bây giờ cũng không nhiều. Pháp Sư Pháp Hải trên đường đi không dám tiêu tiền, dọc đường chỉ đi khất thực, từ Hồ Nam đi đến Giang Tô, đi qua Trấn Giang nhìn cạnh Trường Giang. Nhìn thấy cạnh Trường Giang có một hòn đảo nhỏ, trên đảo có núi. Pháp Sư Pháp Hải muốn ghé đi dạo núi, giơ tay kêu người chèo đò lại, hỏi phải tốn bao nhiêu tiền. Người chèo đò không muốn nhiều, cũng không muốn ít, chỉ muốn 8 đồng rưỡi thôi. Pháp Sư Pháp Hải đến núi đó, thấy núi không cao lắm, rất yên tĩnh, cho nên đã lưu lại. Sau đó tìm được một hang động trên núi, phát hiện trong động có mấy hũ vàng, cho nên tên núi đổi là Kim Sơn. Pháp Sư Pháp Hải bèn đem vàng ra làm chùa, chuyên tâm tu thiền. Từ đó đến nay, đạo phong chùa Kim Sơn đặc biệt nổi danh. Trong quyển Bạch Xà Truyện có nói về phương trượng Pháp Sư Pháp Hải. Lúc đó Pháp Sư Pháp Hải chưa thọ giới cụ túc, còn là sa di, nhưng ngài đã là một vị tổ sư khai sơn chùa Kim Sơn. Vừa mới nói về ngài Ngưỡng Sơn, lão tăng một khi ngồi tiêu hết vạn lạng vàng,
Đây là đối với Pháp sư Pháp Hải mà nói. Pháp sư Pháp Hải vọng tưởng cho rằng những người xuất gia không đủ tư cách thọ sự cúng dường của Pháp sư Pháp Hải. Thật ra không phải vậy. Tại sao? Vì nếu có người hay tĩnh tọa, tĩnh cực quang thông đạt, lại rằng nếu có người tĩnh tọa trong chốc lát, hơn tạo hằng sa tháp bảy báu, cho nên vạn lạng vàng cũng tiêu hết. Do đó, chúng ta tham thiền đừng xem nhẹ việc ngồi thiền. Người học Phật muốn thành Phật tất phải tham thiền đà tọa, phải dụng công, đừng sợ chân đau lưng ê mới thành tựu. Cho nên cổ nhân nói rằng không thọ một phen lạnh thấu xương, sao được hoa mai thơm ngát mũi. Nhận rõ trách nhiệm làm người, rằng ngày mùng 5 tháng 7 năm 1987, không thọ một phen lạnh thấu xương, sao được hoa mai thơm ngát mũi. Người ở đời phải biết trách nhiệm làm người như thế nào. Trách nhiệm con người là phục vụ cho kẻ khác, lợi ích cho kẻ khác, xem hết thảy phúc lợi của người như phúc lợi của mình, xem hết thảy đau khổ của người khác như đau khổ của chính mình. Đó là vì một số người tự nguyện phúc lợi vậy, một số người kém may mắn đau khổ vậy. Vì có quan hệ như thế cho nên phúc lợi của mình có thể nhường lại cho kẻ khác, còn đau khổ của kẻ khác coi như của chính mình. Nếu làm được như thế thì biết rõ trách nhiệm của mình. Mỗi lời nói, cử chỉ, hành động phải vì người phục vụ, tổn mình, lợi người. Nhưng hiện tại, con người lại làm ngược lại. Họ chỉ biết vì mình mà phục vụ, tổn người, lợi mình. Với thiên thức vốn có và trách nhiệm trái ngược nhau, vua đời nhà Thương lấy thiên hạ làm trách nhiệm của mình. Khi thấy một người đó như chính mình, chưa chiếu cứu tốt người này khiến cho họ đói. Thấy một người bị lạnh như chính mình, chưa chiếu cứu tốt người này khiến cho họ lạnh. Vua thời xưa như vậy đó, lấy thiên hạ làm trách nhiệm của mình. Nếu có người chưa được an lạc hạnh phúc, tức là mình làm không tốt, chưa tận trách nhiệm, cho nên vua kia là hiển tướng. Nếu chúng ta đều có thể nghĩ làm như thế thì trên thế giới hết thảy tai nạn đều không xảy ra. Hiện tại vì sao có thiên tai hoạn nạn? Vì tâm người không công bằng, không hiểu cách làm người, cho nên gây thành tai nạn nhân họa và đủ thứ việc không như ý. Con người đã quên mất nguồn gốc, từ sáng đến tối sống trong cơn say, chết trong ảo mộng, bận rộn chỉ vì mình mà tính toán chứ không phải vì người khác, cho nên thế giới càng ngày càng tệ hại. Truyền thống cố hữu đạo đức Trung Quốc là phải lợi ích kẻ khác mà xem mình bé nhỏ, cho nên thời xưa thái bình thịnh vượng. Hiện nay chúng ta cũng đừng đổi bại theo thế giới, đừng lưu hợp ô, đồng lưu hợp ô, tư tưởng phải thuần chánh, hành vi phải cao thượng, đầu đội trời chân đạp đất, chánh đại quang minh, làm người. Là người làm lợi ích cho thế giới, như vậy công phu bạn ngồi thiền cũng tương ưng, mỗi cử chỉ hành động cũng được hộ pháp thiện thần đến ủng hộ. Tại sao hiện nay không được thiện thần đến ủng hộ? Vì chúng ta còn chưa hiểu trách nhiệm của mình. Người học Phật phải nhận thức rõ ràng một chút về vấn đề này. Thành tầm quả dục. Giảng ngày 22 tháng 8 năm 1987, Lý Bạch có nói rằng trong trời đất vạn vật, vạn vật chỉ sống tạm trú. Thời gian trong đời như khách qua đường, phủ sinh như giấc mộng, vui sướng được bao lâu. Còn người sống trong khoảng giữa trời đất là một trong tam tài. Tam tài là trời đất và con người. Tam quang là mặt trời, mặt trăng và sao. Chữ trời do chữ nhị và chữ nhân hợp thành. Chữ nhị đại biểu cho âm dương hai khí, chữ nhân có hai phẩy cũng tượng trưng cho âm dương hai khí. Cho nên cổ nhân có nói thiên là một đại thiên, người là một tiểu thiên. Trời và người tương thông với nhau, nếu có thể hợp đức với trời đất thì mặt trời, mặt trăng hợp thành ánh sáng. Tứ thời hợp tự, quỷ thần hợp cát hung, liền là thánh nhân. Tại sao chúng ta hiện tại chưa hợp đức với trời đất, mặt trời, mặt trăng hợp với ánh sáng, tứ thời hợp tự, quỷ thần hợp cát hung? Vì bị khách trần phiền não chướng ngại. Khách trần là gì? Khách trần là đến từ bên ngoài, cho nên nói là khách. Nếu là chủ nhân thì không gọi là khách. Từ bên ngoài vào lại muốn chiếm đoạt ông chủ, nhiễu loạn chủ nhân, khiến là mất đi chủ tể, không có trí huệ. Khách trần tổng cộng có 5 thứ: tài, sắc, danh, ăn và ngủ. Dục là thứ nhiễm ô. Tự tánh chúng ta vốn sáng suốt như như bất động, liễu liễu thường minh, nhưng hiện tại bị dục niệm, năm dục làm nhiễm ô, chi phối con người trở thành hổ đồ. Thấy sắc thì tham sắc, thấy tài thì tham tài, thấy danh thì tham danh, thấy thức ăn ngon, liền sinh tâm tham ăn đồ ngon, hoặc đã no hoặc chưa no, lại cảm thấy mệt, liền muốn đi ngủ. Con người ở trong trận năm dục thoát ra không được, đánh không vỡ.
Ngủ vẫn còn tưởng nhớ năm dục, tỉnh dậy lại cũng vì năm dục mà bận rộn không được nghỉ ngơi. Bận rộn đủ rồi thì ngủ, ngủ tỉnh rồi lại bận rộn nữa. Cổ nhân có nói, tri túc thường lạc, nếu không biết tri túc, biết đủ thì khổ mãi. Năng nhẫn tự an, nếu không thể nhẫn nại được thì thường không được an lạc. Ngồi thiền thì phải thanh tâm quả dục, đây là bước đầu của việc công phu tu hành. Thanh tâm là làm cho khách trần trầm tĩnh xuống, giống như một chén nước đục, nếu bạn khuấy động lên thì nước sẽ đục, không thể nhìn rõ được. Nhưng nếu để yên một lúc thì bụi bặm từ từ lắng xuống đáy, đây là công phu bước đầu hạ phục khách trần phiền não. Thân thể chúng ta ngồi trong chốc lát, hơn tạo hàng sa tháp bầy báu, chỉ trong lúc tĩnh tọa trong một sát na có thể hàng phục khách trần, khiến năm dục bụi trần lắng xuống. Cho nên có câu tâm tịnh nước hiện trăng, ý định trời trong xanh, lại nói rằng tâm bình trăm nạn tiêu, ý định vạn điều tốt. Tâm ngừng bặt niệm giàu sang thật, tư dục đoạn sạch ruộng phước thật. Nếu còn một phần tham dục thì vẫn còn là kẻ nghèo, vẫn còn lòng tham. Tại sao con người lại tham? Vì cảm thấy mình không đủ. Nếu cảm thấy đủ thì không tham, không tham mới thật là an vui. Cho nên tri túc thường lạc, không biết tri túc thì thường khổ, thường lo lắng. Bạn ôm giữ những gì đã có nhưng lại sợ mất, còn những gì chưa có lại trăm phương ngàn kế muốn đạt được, suốt ngày đến tối phiền não đầy rẫy, đó là nhiều khổ. Người sống thì tham cái này, tham cái kia, đến chết rồi thì làm thế nào đây? Cho nên cổ nhân có nói, nếu người muốn không chết, hãy hạ thủ công phu. Chúng ta ngồi thiền là vì việc gì? Là vì giả chết, phải thanh tâm quả dục, làm người sống như đã chết mới được bề khổ được vui, liễu sinh thoát tử. Mọi người hãy nhìn xem, người đi học thì có phiền não của người đi học, người làm việc thì có phiền não của người làm việc. Nông phu thì có phiền não của người nông phu, làm quan thì có phiền não của người làm quan. Đừng cho rằng làm quan thì rất đắc ý, mỗi người đều có phiền não riêng, nhưng lại vui chơi say đắm trong phiền não, còn cảm thấy rằng quá sung sướng, thật là đáng thương xót. Chúng ta sinh ra trong hồ đồ, chết đi cũng hồ đồ, ngủ cũng hồ đồ, tỉnh lại cũng hồ đồ, sống như thế có giá trị gì? Đó có phải là không muốn làm người chăng? Không phải. Nhưng bạn có muốn biết sinh từ đâu đến, chết đi về đâu chăng? Có người nói tôi biết làm thế nào để chết đi, hoặc uống thuốc độc, hoặc nhảy xuống sông, hoặc thắt cổ. Không phải, không biết, phải vậy chăng? Đó gọi là tự tử, không những không giải thoát mà còn tăng thêm tội nghiệp. Do đó ngồi thiền phải nghĩ tưởng biện pháp, tương lai lâm chung thì thân đừng bệnh khổ, tâm không tham luyến tài sắc danh ăn ngủ, ý không điên đảo, như nhập thiền định, hoặc cười mà đi, hoặc tự nhiên mà đi, hoặc thấy Phật Di Đà tay cầm hoa sen đến tiếp dẫn, biết trước giờ phút lâm chung, biết trong cuộc đời những gì cần làm đã làm xong. Tu hành thì phải vì như thế, nếu không biết những sự việc như thế thì hồ đồ cả một đời, cũng không được nói chết rồi thì hết. Một đời hồ đồ đã qua, đời sau tái sinh lại hồ đồ nữa, như vậy thì vĩnh viễn vẫn hồ đồ, thật là đáng thương xót. Chúng ta ngồi thiền học Phật là muốn không hồ đồ, muốn chân chính hiểu biết về bản thân bộ máy hóa học này. Làm thế nào kiến lập lại bộ hóa học, nghiên cứu khoa học thật sự? Bạn đi tìm khoa học bên ngoài là bỏ gốc theo ngọn. Nếu bạn hiểu bản thân rồi thì đắc được trí huệ. Học Phật tức là học đại trí huệ, làm bậc đại trượng phu trong nhân gian. Điều phục con khỉ, giảng ngày 29 tháng 8 năm 1987. Tu hành ai cũng đều có vọng tưởng, trong tâm ai cũng đều có con khỉ, cho nên tâm viên ý mã. Tại sao đem tâm so sánh với con khỉ? Vì con khỉ hay nhảy nhót, không khi nào yên được. Vọng tưởng con người cũng lăng xăng, không có lúc nào ngừng, chạy đông tây nam bắc không dừng lại khoảng giữa. Vì không dừng lại khoảng giữa cho nên hướng ngoại truy cầu mà quên mất chính mình. Có người hỏi Khổng Tử rằng, ví như có người dọn nhà mà quên mang theo vợ con đi, việc này có thể chăng? Khổng Tử đáp, không những quên mất vợ con mà chính thân mình cũng quên luôn. Người ngày nay đều quên thân, cũng quên tâm luôn, không đếm xỉa đến tự tánh. Như vậy tâm luôn chạy bên ngoài, không biết thu hồi lại, suốt ngày bận rộn bôn ba, từ sáng đến tối cũng không biết bận chuyện gì. Đây là quay lưng với giác ngộ mà hợp với trần lao, nhận giặc làm con, quên mất bổn phận của mình. Phật tánh vốn có cũng không nhớ tới, từ khi sinh ra đến khi chết, cả một đời cũng không nhận ra, đều sống trong bọ huyễn bọt bóng, sống trong sự say xưa, chết đi trong giấc mộng, tìm không được ông chủ nhân của chính mình. Hiện tại ngồi thiền là vì hàng phục tâm,
Kinh Kim Cang có nói, ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm, tức là dạy bạn đừng chấp trước mà hãy điều phục tâm viên ý mã của bạn. Đó là sơ bộ đi trên con đường giác ngộ. Nếu hàng phục không được thì dù trải qua số kiếp nhiều như bụi cũng khó mà ra khỏi luân hồi. Ví như nấu cát mà muốn thành cơm, không có lý vậy. Do đó chúng ta tu hành sống với đại chúng thì giữ khẩu nghiệp, ngồi một mình thì nhiếp tâm, nếu cùng với đại chúng thì không nên nói nhiều, nếu một mình thì phải đề phòng tư tâm vọng tưởng. Lâu dần thì tâm từ từ sẽ chuyên nhất, cho nên trụ tâm một chỗ không việc gì mà chẳng xong, đến lúc đại trượng phu sẽ hoàn tất mọi sự, những gì cần làm đã làm xong, phạm hạnh đã vững, không thọ thân sau nữa, nên thoát khỏi luân hồi dứt sinh tử. Tại sao bạn chưa dứt sinh tử? Vì bạn không chế tâm tại một chỗ, còn tham đổ hư danh, chấp trước cảnh bên ngoài, cho nên thường thường dụng công phu không tiến bộ. Có chân công phu thì không lo, không buồn, không nghĩ, không biết. Cho nên có câu, dưỡng thành đại triết phương vi xảo, học đáo như ngu thì kiến kỳ. Nghĩa rằng, luyện thành khờ khạo mới là khéo, học đến như ngu mới thấy kỳ. Công đức tĩnh tọa giảng ngày 17 tháng 9 năm 1987. Nghiệp nhân tĩnh tọa nhất tu du, thắng tạo hằng gia thất bảo tháp. Nếu có người tĩnh tọa trong thời gian rất ngắn, khoảng một sát na, mà như bất động, rõ ràng, sáng suốt, hết thảy trần lao vọng tưởng, tạp niệm đều ngưng bặt, thì hết thảy trí huệ liền phát sinh. Lúc đó nhận rõ pháp vốn không sinh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm. Hiểu rõ pháp tự tánh vốn thanh tịnh bất động, liền trở về cội nguồn. Tháp bảy báu như số các sông Hằng là pháp hữu vi, có hình tướng, còn tĩnh tọa là pháp vô vi, vô vi mà vô bất vi. Tĩnh cực quang thông đạt, tĩnh đến cực điểm thì trí huệ quang liền hiện tiền, không còn điên đảo. Lúc này liền hành đạo Bồ Đề, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do đó so với tạo tháp bằng bảy báu thì thù thắng hơn. Lúc đó mới thật bố thí, thật chỉ giới, thật nhẫn nhục, thật tinh tấn, thật thiền định, thật trí huệ, đều tu lục độ, đầy đủ vạn hạnh. Tại sao chúng ta không có trí huệ? Vì từ sáng đến tối chuyên truy cầu bên ngoài, chưa hồi quang phản chiếu, phản cầu chính mình. Cho nên làm việc thì hồ đồ, bò lìa tự tánh ngày càng xa, không biết quay đầu. Cho nên biển khổ không bờ, quay đầu sẽ thấy bến. Biển khổ là biển thế gian, tuy nhiên không có bờ mé. Nếu hiểu biết mà quay đầu lại thì sẽ biển khổ được vui. Người thế gian thì cầu danh cầu lợi, mệt tâm nhọc sức, ngày càng thêm ngu si. Vì bị nam dục trói buộc, nhìn không thủng, buông chẳng đặng, cho nên không được tự tại, chạy đi ngoài, đi tìm bên ngoài. Nếu nhìn thấu suốt, buông xả đặng thì đắc được tự tại, sẽ không chạy lăng xăng bên ngoài. Cho nên bản tánh không lay động, không lấy, không bỏ, không thiếu, không thừa, không ta, không người. Lúc này chứng được vô sinh pháp nhẫn, quay đầu chuyển mình mới biết trời cao đất rộng. Tại sao con người bị sáu căn sáu trần sáu thức ràng buộc? Tại vì bỏ quên nguồn gốc tự tánh, chưa phá được nguồn gốc vô minh. Nguồn gốc vô minh tức là dục niệm, tổng cộng có năm thứ: tài sắc, danh, ăn và ngủ. Năm dục này bám chặt lấy chúng ta, tháo gỡ không ra. Nếu thoát khỏi tài dục thì vướng vào sắc dục, nếu thoát được sắc dục thì vướng vào danh dục. Thậm chí tài sắc, danh và ăn có thể thoát ly được, nhưng lại vướng vào ngủ. Mỗi ngày mà không ngủ đủ 8 tiếng thì chịu không được, bằng không thì cảm thấy ăn nuốt không vào. Tại sao? Vì bạn chấp trước về sự ngủ. Nếu không chấp trước thì không biết mình đã ngủ hay chưa, đều không thành vấn đề. Tài sắc, danh, thực, dục cũng lại như thế. Bạn buông xả được thì đắc được tự tại. Khởi niệm thì việc theo đó mà phát sinh, bật niệm thì việc theo đó mà diệt. Cho nên có câu, tâm bật niệm rừng thật giàu có, lòng dục đoạn sạch, ruộng phước thật. Nếu bạn không khởi vọng tưởng là đại phú quý, bạn hết lòng tư dục mới là thật sự hưởng phước. Nếu còn chút tư hào tư dục thì còn bần cùng. Bạn muốn có phước chăng? Nếu muốn đừng khởi vọng nhiều, nhiều vọng tưởng. Đừng bị nam dục trói buộc, nếu không thì chẳng được tự tại. Tứ thiền không phải là tứ quả. Giảng ngày 4 tháng 10 năm 1987 tại Kim Sơn Tự. Tỳ kheo vô văn tu hành đắc được cảnh giới tứ thiền, cho rằng đã chứng được tứ quả A-la-hán. Nói dối là chứng thánh, tự đi sai đường, cho nên đạp vào địa ngục vô gián. Cảnh giới tứ thiền: một, sơ thiền, ly sinh hỷ lạc địa, các mạch máu đều ngừng lại. Hai, nhị thiền, định sinh hỷ lạc địa, hơi thở ngừng lại. Ba, tam thiền, ly hỷ diệu lạc địa, niệm trụ rồi nhưng chưa xả hết. Bốn, tứ thiền, xả niệm thanh tịnh địa, niệm cũng xả hết,
thì bất cứ xuất định, nhập định, vọng tưởng cũng không sinh. Tứ thiền này là phương tiện ngồi thiền, chẳng phải là pháp cứu kính. Tỳ kheo vô văn cho rằng cảnh giới này là chứng quả La Hán. Đó là vì thiếu trí huệ, nói dối, kiêu ngạo, chơi chứng mà nói là chứng. Ngồi thiền đạt đến tứ thiền, giải niệm thanh tịnh địa rồi, quán tâm bên trong chẳng thấy tâm, quán hình bên ngoài chẳng thấy hình, quán vật từ xa chẳng thấy vật. Tam phẩm tức ngộ, chỉ thấy đều là không, quán không cũng không, sở không cũng không, không không cũng không. Dục niệm có sinh chăng? Dục không sinh, tức là chân tĩnh, thường ứng, thường tĩnh, thường thanh tĩnh vậy. Nếu được như thế, thì với Phật tánh hợp mà làm một thể. Đây là một cảnh giới khinh an, chớ đừng được ít cho là đủ, trung đạo tự vẽ. Phải tiếp tục nỗ lực, không ngừng tu tập mới chứng sơ quả. Sơ quả gọi là nhập lưu, nghĩa là nhập vào dòng thánh. Ngược dòng với phàm phu, trần lưu, phần đông, đều bị sáu căn sáu trần làm ô nhiễm sáu căn. Mắt tai mũi lưỡi thân ý, sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp, sáu căn cộng với sáu trần là 12 xứ. Giữa sáu căn và sáu trần sinh ra sáu thức, cộng thành 18 giới. Trong Kinh Lăng Nghiêm phân tích rất rõ ràng, nếu không chấp trước 18 giới thì sẽ giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, trở về cội nguồn. Tu thiền thì phải hiểu rõ đạo lý này, không thể lầm lẫn, nhận giặc làm con, mọi người phải cẩn thận. Tại sao vọng tưởng điên đảo? Rằng ngày 10 tháng 10 năm 1987 tại chùa Kim Sơn, nếu người nhận được tâm đại địa không tất đất, một niệm không sinh toàn thể hiện, sáu căn hốt động bị mây che. Tham thiền đà tọa phải nhận rõ bản tâm của mình, thấy tự tánh mình, phải từ tâm tánh mình mà dụng công. Tại sao hết thảy chúng sinh khởi vọng tưởng điên đảo? Bạn muốn không điên đảo nhưng vẫn cứ điên đảo. Bạn không muốn khởi vọng tưởng nhưng vọng tưởng vẫn cứ lang xăng, không làm chủ được chính mình. Tại sao? Vì bị tất cả cảnh giới bên ngoài làm lay chuyển, bên trong không có định lực, cho nên mới bị cảnh vật bên ngoài làm lay động. Đối với cảnh giới bên ngoài đến, tin cho là thật, nhận giặc làm con, nhận khổ cho là vui, suốt ngày bận rộn bôn ba, nghĩ kỹ thì cũng không biết cứu kính là vì cái gì. Từ khi sinh ra cho đến chết, cuối cùng cũng không minh tâm kiến tánh. Vì chưa rõ bản tâm thấy bản tánh, cho nên mới hướng ngoại truy cầu, lưu chuyển sinh tử, trôi nổi trong biển nghiệp, lúc lên lúc xuống trôi nổi không cố định, cuối cùng quay lưng với giác ngộ mà hợp với trần lao, truy cầu danh lợi. Đó là bị vọng tưởng chi phối, bị sáu trần mê hoặc, cho nên một niệm không sinh toàn thể hiện. Ngồi thiền tập định, ngồi đến tĩnh cực quang thông đạt thì sẽ khai mở trí huệ. Nếu tiến thêm một bước nữa thì một niệm không sinh, như vậy sẽ khoát nhiên quán thông vạn sự vạn vật. Không có gì mà chẳng hiểu biết, không có gì mà mắt nhìn không thấu suốt. Hiểu biết hết thảy vạn sự vạn vật trên thế gian mà không bị cảnh giới làm lai truyền. Ngược lại chuyển biến được hết thảy cảnh giới, tám gió thổi không động, thì dù ngàn đao vạn mũi tên bắn đến thân bạn cũng giống như bắn vào hư không, vì bạn đã hợp với hư không mà làm một, đồng thể với pháp giới. Túng ngộ phong đao thường đàn đàn, giả nhiêu độc dược giã nhàn nhàn, lễ hết thảy khổ đắc được hết thảy vui, thì dù ở trong khổ cũng chuyển khổ thành vui, trong tâm không còn khổ tồn tại. Lúc này bạn muốn đến địa ngục thì địa ngục cũng biến thành hoa sen, đến ngạ quỷ thì ngạ quỷ cũng sinh về thế giới cực lạc. Hết thảy súc sinh đều thoát khỏi súc sinh, được sinh về thế giới cực lạc. Tại sao lại như thế? Vì bạn có oan lực và cảm ứng. Trong Đại Bi Sám có nói, nếu tôi đến núi đao tự sụp đổ, nếu tôi đến hầm lửa tự tắt hết, nếu tôi đến địa ngục tự tiêu diệt, nếu tôi đến ngạ quỷ tự no đủ, nếu tôi đến tu la, ác tâm tự điều phục, nếu tôi đến súc sinh, tự đắc đại trí huệ. Nếu tâm có thể chuyên nhất, niệm chú Đại Bi, một niệm không sinh, thì đến núi đao liền sụp đổ, hầm lửa cũng tắt hết, một niệm không sinh, thì không còn vọng tưởng, niệm chú Đại Bi, địa ngục cũng tiêu diệt, ngạ quỷ cũng đều no đủ. Nếu có lòng nóng giận vì có tánh Atula, nếu hướng về Atula niệm chú Đại Bi, thì Atula cũng cải ác hướng thiện, không còn nóng giận. Súc sinh thì ngu si, nếu hướng về súc sinh niệm chú Đại Bi, thì súc sinh sẽ khai mở đại trí huệ. Nếu người nào tu được tam muội định lực, thì chuyển biến được hết thảy tai nạn, gặp xấu hóa thành tốt, gặp rủi ro thành may mắn. Sáu căn hốt động bị mây che, sáu căn là mắt tai mũi lưỡi thân và ý. Mắt thấy sắc vì sắc mà động, tai nghe tiếng vì tiếng mà động, mũi ngửi mùi vì mùi mà động, lưỡi nếm vị vì vị mà động,
Thân giác xúc vì xúc mà động, ý duyên pháp vì pháp mà động. Nếu sáu căn không động thì hóa thành sáu vị hộ pháp bảo vệ tự tánh không dao động, thì sáu căn bị không bị sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp làm lay động, cho nên có đại định lực. Nếu sáu căn hốt động thì giống như mây che lớp trí huệ quang minh. Mọi người phải tu pháp bất động, cho nên phải tu thiền tập định. Nhìn thủng cảnh giới sáu trần, giảng tại Kim Sơn Tự ngày 11 tháng 10 năm 1987. Đạo trước mắt mà cầu chi xa, việc dễ dàng mà cầu chi khó. Sở quả A-la-hán tiếng Phạn là tu đà hoàn, dịch là nhập lưu hoặc là nghịch lưu, nhập vào dòng thánh nhân pháp tánh, ngược với dòng phàm phu sáu trần. Hiện tại phần đông cũng nhập lưu, nhập vào dòng sáu trần vậy. Cho nên sáu trần tức là sắc thanh hương vị xúc pháp. Một sắc trần, phàm là có sắc tướng đều là trần, không sắc tướng tức là tịnh. Hai thanh trần, ta nghe chuyện đời tâm bị nhiễm ô, tự tánh không trong sạch. Ba hương trần, phụ nữ thích thoa dầu thơm, thời gian lâu dần thơm biến thành dầu thối. Bên ngoài thì thơm mà bên trong thì hôi thối. Hiện nay phái nam cũng thoa dầu thơm bắt chước phụ nữ, vì thấy phụ nữ thoa dầu thơm làm mê hoặc phái nam. Phái nam muốn làm mê phụ nữ cho nên cũng làm như thế. Bây giờ chỉ chưa có sơn môi đỏ, tin chắc rằng tương lai không lâu phái nam cũng sẽ vẽ mắt, sửa lông mi, tô môi đỏ, giũa móng tay. Đó là nam nữ đôi bên hỗ tương lửa gạt, đội mặt giả hỗ tương lợi dụng. Bạn nói đây không phải là trần thì là cái gì? Phiền phức quá. Con người vốn sạch sẽ mà lại tô vẽ làm vẻ mặt bướng bỉnh. Bốn vị trần tức là tham ăn ngon. Vì muốn ăn đầy bụng nên nghĩ tưởng hết phương pháp, mời người nấu những món sơn trần hải vị, nếu không ngon thì nuốt chẳng xuống. Năm xúc trần tức là tham trơn nhẫn, khi tiếp xúc liền sinh ra trần. Sáu pháp trần, trong tâm duyên pháp, tâm pháp có 8, sắc pháp có 11, tâm sở pháp có 51, pháp bất tương ưng có 24, vô vị pháp có 6, cộng thành 100 pháp. Tâm duyên pháp trần khiến tự tánh không được thanh tịnh. Đạo trước mắt mà cầu chi xa, đây là những cảnh giới sáu trần đều ở trước mắt, hàng ngày tiếp xúc trong đời sống. Nếu tâm thanh tịnh không bị sáu trần ô nhiễm thì hiện lộ tự tánh quang minh trí huệ tịch chiếu. Chẳng qua phần đông không nỗ lực dụng công phu, ngược lại hướng ngoại truy cầu, bỏ gốc tìm ngọn. Việc dễ dàng mà cầu chi khó, sự việc vốn rất dễ dàng, nên bỏ trần mà hợp giác, mà chuyển thành bỏ giác mà hợp trần dễ như trở bàn tay. Nhưng chúng ta cứ nhận giặc làm con, tránh chết đuối mà lại nhảy vào lửa. Cuối cùng không bị chết đuối thì cũng bị chết thiêu. Chẳng qua chết đuối không đau khổ lắm, nhưng chết thiêu thì đau khổ khó tả. Thế nào là chết đuối chết thiêu? Tham tài thì bị tài sản chôn vùi giống như chết đuối. Tham sắc do lòng tham muốn cho nên bị lửa thiêu thân giống như lửa thiêu. Nước lửa là ví dụ tài và sắc. Sơ quả A-la-hán thì không còn bị sáu trần làm dao động. Hỗ tương dùng sáu căn biến thành hộ pháp, đây cũng giống như bản thân của bạn thiết lập trường thành, không thể bị lục tặc xâm lược. Tục ngữ có câu, bất đáo trường thành phi hảo hán. Hiện tại trong thân của bạn có vạn lý trường thành, tức là anh hùng hảo hán. Có người nói, tôi không muốn làm hảo hán, tôi muốn làm người nhẫn nại. Câu này tôi không tin, nếu thật tại sao có người đánh bạn một bạt tai bạn lại nổi giận? Do đó mọi người hãy xét lại, phải thật sự làm chủ được mới gọi là hảo hán. Nhưng phải hòa hợp với mọi người, đừng cống cao ngã mạn, tiêu kỳ, lập dị. Cảnh giới nhị quả A-la-hán giảng tại Kim Sơn Tự ngày 14 tháng 10 năm 1987. Sơ quả A-la-hán gọi là nhập lưu, có sơ nhập cũng có chánh nhập. Sơ nhập là mới đắc được một chút tin tức tốt, hiểu rõ duyên cảnh của sáu trần hư vọng không thật. Cho nên không chấp trước, không nhập sắc thanh hương vị xúc pháp mà nhập vào dòng thánh nhân pháp tánh. Sơ đắc được trí thánh nhân tức là sơ đắc trí huệ chưa thâm hậu, cho nên phải tiếp tục tu hành dụng công. Người chứng được sơ quả, khi đi thì chân không đụng đất, nhưng vì chưa hoàn toàn rời khỏi đất, cho nên còn 7 lần sinh tử. Nhưng đã đoạn được 88 sử kiến hoặc của ba cõi gọi là nhập học vị. Nhị quả tư đà hàm gọi là nhất lai, còn một lần sinh lên trời, một lần sinh xuống nhân gian, đi thì như gió. Những thô hoặc đã đoạn, nhưng tế hoặc còn chưa đoạn hết. Đã đoạn dục giới hít trước 6 phẩm tư hoặc gọi là hữu học vị, cho nên không thể bỏ dở giữa đường. Con đường trung đạo tự vẽ được ít cho là đủ, dừng ở hóa thành, đến không được chỗ bảo sở. Phải từ từ, đừng quên dụng công tu hành, nhưng đừng miễn cưỡng lâu dài.
đừng giống như có một người tống nhổ mầm giúp mau lớn. Mỗi rễ mầm nhổ lên một tấc, chốc gốc bảy rễ, lòng đất mầm khô, muốn giúp cho lớn nhanh như ngược lại mầm chết khô. Nhị quả La Hán phải từng bước hướng về trước dụng công, nhưng đừng tham nhanh, phải có tâm nhẫn nại, sức nhẫn và pháp nhẫn. Có sức nhẫn nại thì công phu ngày càng tiến bộ. Được phần tương ưng mới chứng nhị quả, sơ quả, thánh nhân đi bộ, thì chân hỏng mặt đất khoảng một gang tay. Nhị quả thánh nhân công phu lại cao hơn một chút, đến đi không có âm thanh, đi thì như gió, thong thả mà đi nhưng rất nhanh, cho nên chứng quả đều có chứng cứ, không thể mạo xưng. Việc khai ngộ, ai ai cũng đều có thể khai ngộ, có tiểu ngộ và đại ngộ. Tiểu ngộ thì tự nhiên hiểu biết một chút, chưa hoàn toàn hiểu biết. Khai đại ngộ thì biết từ đâu đến, chết đi về đâu, sinh như thế nào, chết như thế nào. Sinh tử tự do, muốn sinh thì sinh, muốn chết thì chết, không ràng buộc quái ngại. Thấy rõ như chỉ tay, không còn kéo bùn mang nước, buông không đặng, nhìn không thùng. Suốt ngày đến tối, lay quay, trong mê hồn trận. Không mê tức là khai ngộ, theo lý tức là đốn ngộ, nhưng trên sự tướng phải tu hành. Cho nên lý thì đốn ngộ, sự phải tiệm tu, luôn luôn hồi quang phản chiếu. Thế nào là chiếu, cũng giống như ánh sáng mặt trời mặt trăng chiếu xuống, thì màn đen hắc ám liền tiêu trừ. Tự tánh quang minh bị dục niệm vô minh che đậy, như núi tu di đè lên trí quang, không thể hiển lộ. Cho nên mắt nhìn sự vật không rõ ràng, gọi là tán quang, quang minh trí huệ bị phân tán. Tu hành thì phải hồi quang phản chiếu, thu thập tán quang lại. Chiếu trong tâm có bao nhiêu rác rến phải khử trừ, có bao nhiêu bảo bối phải giữ gìn. Nếu hồi quang phản chiếu thì phiền não ngày càng giảm, vô minh ngày càng rõ, thì trí huệ vốn có sớm sẽ hiện tiền. Pháp thân ăn mặc ngủ. Giảng ngày 31 tháng 10 năm 1987 tại Kim Sơn Tự. Tọa thiền tu định là cho pháp thân chúng ta lương thực. Nhục thân của chúng ta hàng ngày phải ăn cơm, mặc quần áo, ngủ nghỉ. Bận rộn bôn ba cũng vì y thực thủy, quần áo ăn ngủ, ăn uống ngủ nghỉ. Một ngày không ăn cũng không đặng, một ngày không mặc đồ cũng không đặng, một ngày mà không ngủ nghỉ cũng không đặng. Ba điều này đều không thể thiếu được, ai ai cũng đều như thế, thiếu một không thể được. Nhưng pháp thân cũng phải ăn mặc và ngủ. Ngồi thiền là cho pháp thân ăn uống thiên nhiên, hấp thụ chất dinh dưỡng trong hư không, khiến cho pháp thân tăng trưởng khỏe mạnh. Ngồi thiền nếu nhập định rồi tức là pháp thân đang ngủ nghỉ. Nếu không nhập định thì pháp thân không ngủ nghỉ. Y phục của pháp thân là nhẫn nại. Hay nhập định thì pháp thân sống lạ, tĩnh tọa lâu thì pháp thân sẽ đắc được pháp vị, hấp thụ chân chánh dinh dưỡng trong hư không. Chúng ta tu hành hàng ngày cần mặc y nhẫn nhục, vào nhà Như Lai, nhập định, ngồi tòa Như Lai. Đây là những thứ mà hàng ngày pháp thân không thể không tử dưỡng. Bớt một lời thị phi, thêm một câu niệm Phật. Đánh niệm đầu chết rồi, pháp thân mới sống lại. Hiện tại pháp thân bị vô minh phiền não che đậy, cho nên không thể hiện tiền, nhưng nhục thân chẳng phải chân thật. Pháp thân mới là chân thật với pháp thân chư Phật, không khác biệt. Như vậy, đi tìm pháp thân ở đâu? Pháp thân không rời khỏi nhục thân chúng ta đã có đủ pháp thân, nhưng người chỉ biết nhục thân mà không biết có pháp thân, cho nên lãng quên, ví như bầu trời vốn trong xanh tốt đẹp, hốt nhiên có một đám mây che lấp mặt trời. Người chưa từng thấy mặt trời thì cho rằng trời vốn là âm khí trầm trầm. Đồng với lý ấy, người không biết có pháp thân thì cho rằng chỉ có nhục thân tồn tại. Ngày và đêm vốn vận hành với nhau, cùng nhau tan trường, ban ngày có lúc dài thêm một chút, ban đêm cũng có lúc cũng dài thêm một chút. Khi tâm tánh con người bừng sáng thì tự tánh thái dương hiển lộ. Nếu như suốt ngày phiền não thì pháp thân trong nhục thân bị vùi lấp, không thể hiển lộ thì không có ánh sáng mặt trời. Nếu người ít phiền não thì trí huệ tự nhiên sẽ hiện tiền, như mặt trời trên không chiếu sáng hết thảy, thấu hiểu mọi việc. Trí huệ thì không cần suy nghĩ tưởng tượng nhưng rất sáng suốt. Việc đến thì ứng, việc đi thì tĩnh, giống như tấm gương. Khi cảnh giới đến thì hiện ở trong gương, khi cảnh giới đi thì trong gương không lưu lại dấu vết. Cho nên Phật có đại viên cảnh trí, không chỗ nào mà không chiếu, không chỗ nào mà không rõ. Chúng ta thường ngồi thiền nhập định thì pháp thân huệ mạng hiện tiền. Nếu chúng ta không thường ngồi thiền nhập định thì như mây mù ngày càng dày che lớp trí huệ vốn có. Trí huệ vốn có tức là không điên đảo, không vì năm dục vật bên ngoài làm mê hoặc, sáng suốt thanh tịnh như trời xanh, vạn dặm không một bận mây. Nếu như muốn đạt đến trình độ như vậy thì phải từ từ ngày ngày chuyên nhất, tu thiền định công phu, không phải mới ngồi một chút liền đi ra ăn uống dạo cảnh.
cho nên nhãn quán hình sắc nội vô hữu, nhĩ thính chuẩn sự tâm bất tri. Nghĩa là mắt thấy hình sắc chẳng dính mắc, tai nghe chuyện đời tâm chẳng hay. Mọi sự nhẫn nhục đều chịu được, giảng tại Kim Phong Tự Sĩ Tử ngày 25 tháng 2 năm 1987. Trước hết, chúc các vị năm mới vui vẻ. Tôi vốn muốn đến đây rất sớm, nhưng chùa Kim Sơn làm lễ khai quang, cũng có rất nhiều người xin hẹn gặp tôi, cho nên mỗi ngày đều có người đến gặp tôi, do đó không có thì giờ đến đây được. Lần này nhàn rỗi trong sự bận rộn, tôi đến đây trước, ngày mai sáng sớm phải đi Ottawa, Canada. Từ Ottawa lại đến Calgary, thứ hai từ Calgary lại đến Vancouver. Vì Đại học Vancouver có một số mời tôi thuyết giảng. Đến đây thấy các vị đều rất thành tâm lễ Phật, niệm Phật, lại còn lễ lại sớm, như vậy thật quá tốt. Nhưng tôi nói với các vị, bất luận bạn lại Phật cũng tốt, lễ sám cũng tốt, tụng kinh cũng tốt, tức là làm cho tánh nóng giận thay đổi bớt. Người có tánh nóng giận thì khổ, người không có tánh nóng giận thì an vui, người có tánh nóng giận thì có phiền não, người không có tánh nóng giận thì thường hoan hỉ. Sự nóng giận này là kẻ địch lợi hại nhất của chúng ta, giống như người sinh ra các thứ bệnh. Tại sao lại sinh ra? Vì có nóng giận, hết thảy mọi việc đều không thuận lợi. Tại sao? Cũng vì có tánh nóng giận, do đó nếu ai không có nóng giận thì luôn luôn an vui, đều yên ổn. Nhưng không ai chú ý điểm này, cho rằng tùy tiện nổi nóng thì sẽ giúp cho sự việc. Trên thực tế, việc gì tốt, khi bạn nóng giận thì cũng xấu. Cho nên điều quan trọng nhất là đừng có nóng giận, đừng có phiền não. Người học Phật Pháp phải có tâm nhẫn nại. Nếu có người chửi mắng chúng ta thì chúng ta xem như họ đang ca hát, hoặc họ đang nói với chúng ta một ngôn ngữ nào đó mà chúng ta không hiểu. Vì mình không chửi người, nếu kẻ khác chửi mình cũng không hiểu, cũng không biết. Nếu có người chửi mắng chúng ta, đó là cho chúng ta thêm phân bón, khiến mảnh đất của mình tốt thêm. Do đó chúng ta là người học Phật Pháp phải có tâm nhẫn nại thì mới có đức hạnh. Nhẫn được tức là đạo, nhẫn không được cũng phải nhẫn, nếu chịu không được thì có phiền não, nhẫn được thì bất cứ cảnh giới gì đến cũng đều nhẫn thọ được. Đây là thấu hiểu được Phật Pháp. Nếu bạn không thể nhẫn, không thể chịu được thì bạn không hiểu Phật Pháp. Bởi vậy chúng ta đừng sinh phiền não, tâm chớ nghi, luôn luôn đừng sinh phiền não, cũng đừng sinh tâm hoài nghi. Thường thường phải lo cho chính mình, đừng lo cho người khác. Thường phải nhận mình không đúng, đừng có tranh biện. An nhiên thanh tịnh, trí huệ sinh. Bạn luôn luôn bình an thì sẽ phát sinh trí tuệ. Minh tâm tức là tâm của bạn hiểu biết sáng suốt, bất cứ sự việc gì cũng đều không khó khăn, thấy tánh chẳng còn tâm ưu sầu. Người kiến tánh thì không biết tâm lo buồn là gì. Phật quang không chỗ nào mà chẳng chiếu đến. Cho nên có câu, nước tâm trong trang hiện, ý định trời không mây, tâm bình trăm nạn tiêu, ý định vạn sự tốt. Quang minh của Phật không phải là không chiếu đến bạn, nhưng nếu tâm của bạn như nước đục dơ bẩn thì mặt trăng không thể hiện được. Nếu tâm của chúng ta thanh tịnh thì như mặt trăng hiện trong nước, Phật tánh liền hiện tiền. Ý định trời không mây, ý của bạn có định lực thì giống như bầu trời không có mây. Tại sao quang minh của Phật không chiếu đến chúng ta? Vì lo buồn sân hận tâm vẫn đục. Bạn lại có lo buồn, có phiền não, có oán, có hận, đủ thứ trong tâm. Cho nên trong tâm vẫn đục thì chẳng có trí huệ. Chúng ta ai không có phiền não thì người đó không nóng giận, chắc chắn sẽ sinh đại trí huệ, khai mở đại trí huệ. Học Phật Pháp không cần học nhiều, nếu học được không nóng giận, không sân hận thì đó là Phật Pháp. Cho nên nói mọi việc đều tốt đẹp, nóng giận khó chuyển hóa. Nếu thật không nóng giận như được báu vô giá, lại không có oán người, mọi việc đều như ý, phiền não sẽ không sinh, oan nghiệt làm gì có. Hết thấy người không đúng, khổ mình chẳng còn nữa. Chúng ta thọ khổ thì hết khổ, hưởng phước thì tiêu phước. Đây rất là đơn giản, rất hiện thực. Nếu hiểu rõ thì hiểu được Phật Pháp, không cần đi tìm đâu cho xa. Chỉ ở ngay trước mắt hàng ngày của bạn, đó là cảnh giới bạn phải chuyển nó. Nếu không nó sẽ chuyển bạn, phải luôn luôn như như bất động, liễu liễu thường minh. Như thế thì sẽ hiểu biết Phật Pháp. Khai quang Thánh tượng Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền, giảng tại chùa Kim Phật ngày 10 tháng 5 năm 1987. Các vị thiện tri thức, hôm nay là ngày rất cát tường. Chúng ta cùng tham gia lễ khai quang Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền thật là may mắn. Người học Phật phải chân thật mà học tập, chớ tạo tội nghiệp trong Phật giáo. Tại sao con người không thành Phật? Vì làm các việc thiện, việc ác hỗn tạp. Có lúc nghĩ muốn làm việc thiện nhưng bên trong lại xen một chút ác.
có lúc trong ác lại có thiện, cho nên thị phi hỗn tạp, thị phi không rõ ràng. Chúng ta làm việc trong Phật giáo phải phân minh, nhân quả thiện ác rõ ràng, nếu biết mà cố phạm tội thì tăng gấp 3. Trên thế giới tại sao có những người mới sinh ra mà mắt đã mù, tai điếc, không tai không chân hoặc sinh ra rất ám độn? Là vì họ làm Phật giáo đồ thì thiện ác không phân biệt rõ ràng, không rõ nhân quả, cho nên làm nhiều việc sai lầm. Tuy Phật từ bi cũng không cách chi cứu họ được, cho nên đừng phỉ báng Phật Pháp Tăng Tam Bảo trong Phật giáo, nếu không tương lai sẽ đọa địa ngục không thể thoát ra được. Nếu có ngày ra thì khi thọ quả báo trong địa ngục rồi sẽ đầu thai làm ngựa, trâu, dê, gà, chó, heo, vân vân, thọ khổ trong đường súc sinh rồi mới có thể tái sinh làm người. Tuy làm người nhưng sáu căn không đủ, mắt tai mũi lưỡi thân ý đều không linh thông, ngu si đến cực điểm. Những kẻ điếc mù câm trên thế giới đều là những kẻ trong quá khứ phỉ báng Tam Bảo. Cho nên chúng ta ở trong Phật giáo nhất định phải đừng làm các điều ác, hãy làm các việc lành. Đó mới là chân chánh Phật giáo đồ. Nếu không thể chữ ác mạc tác, chúng thiện phụng hành. Tuy nhiên tin Phật nhưng còn nhiều tâm tham, tâm sân, tâm cầu, tâm ích kỷ, tâm tự lợi, tâm lường gạt sẽ không có cảm ứng với đạo. Chúng ta hôm nay tham gia lễ khai quang của Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền. Từ này đem những thói hư, tật xấu từ trước đốt sạch hết, sau này tiếp tục làm những việc thiện, bỏ những điều ác. Những người tham gia lễ khai quang phải khai mở tâm quang minh, hiện tại phải quang minh, từ trước hồ đồ, hiện tại không hồ đồ nữa. Nếu hiểu nhân quả thị phi thì có trí huệ, nếu bạn có trí huệ thì làm người mới đem nhân cách kiến lập lại. Sau cùng hy vọng những người tham gia điển lễ hết thảy đều cát tường như ý, thân thể kiện khang, vạn sự tại tâm, tinh thần vui vẻ. Trần Linh Dùng Hội Giáo Chủ, ngày 11 tháng 8 năm 1987. Bài này giữa Phật giáo và Thiên Chúa Giáo Hữu Tường Vấn Đáp, Hòa Thượng Tuyên Hóa Vạn Phật Thành và Đại Vệ Thần Phụ Thiên Chúa Giáo, giảng tại Gia Châu Bách Gia Lai Tông Giáo và Học Giả Liên Nghị Hội. Một, Thiên Chúa Giáo Đại Vệ Thần Phụ. Mục đích hôm nay thảo luận là cầu nguyện. Cầu nguyện là một thứ cảm kích gốc ở trong thân tâm. Tuy tôi đứng về lập trường Cơ Đốc giáo để thảo luận cầu nguyện, nhưng những lời nói và bản thân kinh nghiệm thể hội, hy vọng với thánh chúng trong hội, bao quát hết thảy các tôn giáo đồ đều sản sinh tác dụng. Cầu nguyện là tự nhiên nhất trong tâm con người, là một thứ phản ứng thành thật nhất. Thấu qua sự cầu nguyện, tiếp cận với thần chân linh, ta người cầu nguyện phải dùng hết thần lực, không thể bán tín bán nghi phô trương bề ngoài, mà phải đặt thẳng nguồn gốc của tâm thì có thể đồng gốc với thiên hạ, đồng thể với vạn vật. Trong quá trình nhân sinh trong linh tánh hay phát sinh một số thể hội siêu thường khiến chúng ta tất sinh khó quên, nhà tâm lý học có nói điền phòng kinh lịch. Những năm gần đây, giới khoa học và nhà tâm lý học Tây phương nỗ lực phát quật lĩnh vực tánh linh nhân loại, mới nhảy vào lĩnh vực tôn giáo linh tánh. Thứ điền phòng kinh lịch này có thể để thẳng tâm linh và hào quang thượng đế là tâm thái hoạt động rất sủng cao. Trong khoảng sát na khiến chúng ta đối với vấn đề nhân sinh xuất nhiên quán thông, lúc này không ta không người nhìn thấy hết thảy sự tướng bản thể, không điều kiện tiếp nạp chân lý bản lai diện mục, liền có thể tiếp linh quang với thượng đế. Nếu không cầu nguyện, tôi dám đoạn định không thể biết thượng đế. Do đó cầu nguyện là hướng chân lý giác tánh, không đoạn thâm nhập tìm tới một quá trình. Một vị thiền sư có nói, các tôn giáo hữu tương học tập mục đích không phải là so sánh chỗ tương đồng của hết thảy tôn giáo, mà là tìm đến một cảnh địa thật cứu cánh. Nguyện hết thảy tôn giáo bắt tay hợp tác, trở về cội nguồn đạt đến nguồn gốc tự tánh chân tâm của chúng ta. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng, các vị thiện tri thức, vị thần phụ này vừa mới nói đạo lý cầu nguyện tận thiện tận mỹ, là trên vấn đề tiếp linh với Thượng Đế, khiến tôi nghe rồi tâm tánh sung mãn, hoàn hỷ, mà tôi biết các vị cũng rất vui vẻ, cho nên hiện tại tôi nói vài câu, khiến các vị trong tâm không được cao hứng, vì quá cao hứng mới không hợp với đạo lý cầu nguyện. Cầu nguyện thì phải trang nghiêm yên tĩnh, tất cung tất kính, như vị bạn hữu này nói, phải đem ra vạn phần khẩn thiết trí thành, như đối với Phật trời, như Lâm Sư bảo. Cầu nguyện tức cũng là hối cải, sửa lỗi làm mới. Trước khi chưa cầu nguyện thì trong tâm phải quét cho thật sạch tham sân si. Nếu dùng tâm tham để cầu nguyện thì không thể có cảm ứng đạo giao. Nếu dùng tâm sân để cầu nguyện cũng không có cảm ứng. Nếu dùng tâm si để cầu nguyện thì đừng nói đến cảm ứng. Cho nên trước khi chưa cầu nguyện thì phải trừ khử tâm kiêu ngạo, tâm đố kỵ vân vân, giống như lòng bác ái của Gia Tô, ái địch,
quét sạch hết thảy niệm ác, sau đó bạn mới tiếp quang với Gia Tô. Lúc này bạn nói cái gì Thượng Đế cũng tiếp nạp, thính chúng vỗ tay. Nếu người dùng tâm đố kỵ chướng ngại và tổn người lợi mình để cầu nguyện, thì dù hết hơi mỏi cổ cũng không có thể cảm ứng. Duy chỉ có phương pháp cải ác hướng thiện mới có thể tiếp cận với chân thần, với Phật. Người nếu muốn thấy chân thần, chân Phật hoặc chân thánh nhân, thì trước phải trừ khử nội tâm đen tối để báo ân các vị thánh hiền dạy dỗ chúng ta. Cho nên các đệ tử tốt, các môn đồ tốt của các giáo chủ phải cung kính và làm lợi ích cho kẻ khác, chứ chẳng phải lợi ích cho chính mình. Quan trọng nhất là thôi công lãm tội, không tự mãn, đừng cho rằng mình làm những việc tốt đó mà sinh tâm kiêu ngạo, cho đến luôn luôn đừng có tâm tự mãn hoặc tâm kiêu ngạo. Không luận là bạn tin Thiên Chúa, Gia Tô, tin Phật hoặc tin Hồi giáo, đều phải hiểu rõ tinh thần phán giáo của Đức Giáo Chủ. Nếu hiểu rõ mới là chân chánh cầu nguyện. Nếu bạn có thể thôi công lãm tội, tức là hóa thân của Giáo Chủ, là người đại biểu. Thế nào là thôi công lãm tội? Tức là trong lúc cầu nguyện, hoặc đối với Phật, hoặc đối với thánh nhân khác, thệ rằng tội của hết thảy chúng sinh tôi nguyện ý lãnh chịu. Ngược lại, tôi có bao nhiêu lợi ích và công đức, tôi đều hoàn toàn hồi hướng cho hết thảy chúng sinh, khiến cho họ liều khổ được vui, liễu sinh thoát tử, đắc đại an lạc, đại thọ mạng, đại trí huệ. Phải quên mình mà vì chúng sinh cầu nguyện, không những chỉ vì chúng sinh ở thế giới này, mà cho đến chúng sinh tận hư không khắp pháp giới đều bao quát ở trong đó. Nếu cầu nguyện như thế thì tôi tin rằng không những Gia Tô Thiên Chúa mà cho đến Phật hoặc Mặc Hãn Mặc Đức Hồi giáo cũng hoan hỉ. Thính chúng vỗ tay. Các vị hân hoan mà vỗ tay như thế cũng vì linh quang các giáo chủ phổ chiếu khiến cho các vị đều đại hoan hỉ. Nhưng các vị nên nhớ từ bi của Phật, bác ái của Gia Tô, thành chân nhân chủ của Mặc Hãn Mặc Đức, không luận bạn là tôn giáo đồ nào, đều phải làm con cho tốt của giáo chủ ấy, đừng khiến cho giáo chủ vì chúng ta mà tháo tâm. Đừng quên sự khốn khổ gian nan của vị giáo chủ đương thời phán giáo, phải nhớ báo ân. Bất luận tin phụng một tôn giáo nào, đều phải làm theo giáo chủ, y giáo phụng hành. Trước kia, Vu Bân Su Cơ, Chủ tịch Hội Thiên Chúa Giáo của Trung Quốc, viếng thăm chùa Kim Sơn ở San Francisco, lần đầu gặp mặt tôi nói, Vu Bân Su Cơ, bạn có thể làm một vị Phật giáo đồ trong Thiên Chúa Giáo chăng? Ông ta nghe rồi rất kinh ngạc, sau đó tôi lại nói, Vu Bân Su Cơ, bạn đừng kinh ngạc, tôi tự nguyện làm một vị Thiên Chúa Giáo đồ trong Phật giáo. Thính chúng vỗ tay. Chúng ta hai người thấu hiểu với nhau, minh bạch mục đích phán giáo của giáo chủ chúng ta, không phải vì tranh chấp với tôn giáo khác mới thành lập. Chúng ta hai tôn giáo không tranh thì nhân loại thế gian sẽ không còn chiến tranh, thì thế giới sẽ hòa bình. Bạn nói như vậy có tốt hay chăng? Vu Bân Su Cơ nghĩ một lát rồi nói, tốt, chúng ta hãy làm như thế. Vốn ông ta ngước lên chẳng thấy có cửa nẻo, do đó về sau liền mở cửa đến Vạn Phật Thành ở một tuần. Tôi nói với Vu Bân Su Cơ, tương lai Vạn Phật Thành sẽ thành lập một viện nghiên cứu tôn giáo thế giới, chỉ là tính chất nghiên cứu chứ chẳng phải là so sánh các sở trường của tôn giáo. Mỗi tôn giáo đều có sở đoạn của nó, chúng ta phải thủ trường bổ đoạn, giữ cái hay, sửa cái dở, hỗ tương cung kính thương nhau, đó đây khuyên gắng. Lại mời ông ta làm viện trưởng viện nghiên cứu tôn giáo, không biết ông ta gượng nói thật hay là cười chơi. Ông ta đáp, ở đây vốn là chỗ của bạn, nay lại đem ra làm viện tôn giáo thế giới. Tốt, những viện khác có thể có, như Thiên Chúa, Gia Tô, Do Thái giáo, vân vân đều có thể thành lập. Chỉ duy nhất không cho bạn làm Phật đường, ngài cảm thấy thế nào? Tôi nói, tôi tuyệt đối y giáo phụng hành, không có Phật giáo trong đạo tràng Phật giáo. Tốt. Ông ta kinh ngạc nói, bạn là Phật giáo đồ, tại sao không vì Phật giáo mà tranh địa vị? Tôi nói, địa vị tôi không cần tranh, có địa vị hay không, đối với tôi mà nói đều giống nhau. Đây tức là đương thời tôi và Vu Bân Su Cơ một phen đối thoại. Hôm nay mượn cơ hội này nói cho mọi người biết. Thính chúng vỗ tay. Sau đây là hai vị chủ giảng hỗ tương đối đáp. Đại vệ thần phụ, tôi rất cảm kích Hòa Thượng ban cho một thời pháp. Hòa Thượng vì chúng sinh mà thọ khổ, thứ tâm này thật là quảng đại, không thể so sánh được. Tôi nhớ một vị thầy Do Thái nói, ai cách ly Thượng Đế gần hơn tôi, hy vọng họ mau đến chỗ Thượng Đế. Ai cách ly Thượng Đế xa hơn tôi, cũng hy vọng họ sớm đến chỗ Thượng Đế. Lời Hòa Thượng nói phải chăng đồng với lý này, thứ cầu nguyện này so với sự cảm kích thù thắng hơn, tâm lượng rộng lớn hơn. Hòa Thượng tuyên hóa, ông ta là người Do Thái, tôi là người Trung Quốc.
Rõ ràng chúng ta đều ở trong hư không, tôi cũng không nhất định phải phúc đáp ông ta phải hoặc không phải. Thần phụ, hòa thượng nói chịu khổ thế cho hết thảy chúng sinh, đem tội khổ của kẻ khác làm tội khổ của chính mình, tức là dùng lực lượng một người để cao hết thảy mọi người. Đây mới là vì người mà phục vụ trách nhiệm, khiến tôi thầm cảm bái phục. Đây là thái độ thương người như mình, vì thương mình mà thương người khác. Hiện tại tôi muốn biết, ngoài việc cầu nguyện của Phật giáo đồ, phải chăng còn làm lợi ích chúng sinh bên ngoài vì dân phục vụ, có tư tưởng như thế hay chăng? Hòa thượng Tuyên Hóa không những có tư tưởng này mà còn phải chân chánh thực hành. Cho nên tại Vạn Phật Thành, những người xuất gia và đa số các người tại gia cư sĩ đều ngày ăn một bữa, còn lại hai bữa ăn bố thí cho những kẻ đói trên thế gian. Thần phụ rất cảm kích, ngài trả lời, nhưng vì thời gian không đủ, tôi chỉ còn một câu hỏi nữa sẽ hỏi sau. Hòa thượng Tuyên Hóa, tôi hy vọng ông đừng hỏi nữa, vì tôi không hiểu tiếng Anh giống như kẻ câm. Nếu hỏi một vị hiểu tiếng Anh so với hỏi tôi còn nhiều thời gian. Có một người hỏi hòa thượng, có vấn đề gì nữa hỏi thần phụ chăng? Hòa thượng Tuyên Hóa, nếu như tôi muốn làm đồ đệ hoặc giáo đồ của bạn, bạn muốn chăng? Thần phụ, tôi đáp rất đơn giản. Xin lỗi, tôi tuyệt đối không thể muốn. Hòa thượng Tuyên Hóa, vậy tôi là một người dư thừa, không người muốn. Thính chúng cười to và vỗ tay. Thính chúng hỏi tự do. Thính chúng hỏi, trong một đạo tràng, vì có người xuất gia tu đạo cho nên linh khí sung mãn. Câu hỏi của tôi tất nhiên là trong việc cầu nguyện đã có linh khí lợi ích vạn vật, phải chăng còn phải cần làm thiện bên ngoài? Hòa thượng Tuyên Hóa, tu đạo phải nội công ngoại quả, không thiên về một bên. Lập công bên ngoài thì không chấp trước công bên ngoài mới được. Bên trong tu đức phải thanh tâm quả dục, tự tịnh ý mình, bớt dụng vọng, mới lợi mình. Nếu trừ khử đi tâm tham thì lợi người. Thính chúng hỏi, bác ái của Gia Tô và từ bi của Phật giáo có chỗ nào bất đồng? Thần phụ, chân chánh cầu nguyện, tức là phát từ bi trong nội tâm của mình, cho nên không cần phân biệt là bác ái của Gia Tô hoặc từ bi của Phật giáo. Nếu nói trên lập trường cơ đốc giáo thì vấn đề không ở trên thân giáo chủ cơ đốc, mà là tại bản thân người cầu nguyện, là ai đang cầu nguyện, chúng ta hướng người đó cầu nguyện, chúng ta và thần có quan hệ gì? Nếu khiến chân tâm và thần hợp làm một thể, tức có thể thọ thần giáo hóa, cũng có thể giáo hóa kẻ khác. Đây tức là từ bi cơ đốc giáo, tinh thần bác ái vậy. Thính chúng hỏi, cầu nguyện và tham thiền đà tọa có gì bất đồng? Hòa thượng Tuyên Hóa. Bạn nghĩ nó đồng thì nó đồng, nghĩ không đồng thì không đồng. Thần phụ, đây là câu trả lời rất hay, nhưng tôi cũng muốn nói ra ý kiến của tôi. Cầu nguyện và tham thiền giống nhau, cũng đồng thời xu hướng một mục đích. Câu hỏi cuối cùng, có người hỏi Phật tham thiền đà tọa như thế nào, là một Phật giáo đồ như thế nào? Phật nói muốn lợi mình trước hết phải giúp người, muốn lợi người thì phải tham thiền, như vậy phải tu trì như thế nào? Hòa thượng Tuyên Hóa, giữa ta và người phân biệt quá nhiều, lợi người tức lợi mình tức cũng lợi người, công đức giống nhau. Cuối cùng chúc các vị không luận bạn là giáo đồ của tôn giáo nào, đừng nên quên tâm ban đầu, phát nguyện là một giáo đồ tốt. Đạo thì phải hành, không hành sao có đạo, đức thì phải làm, không làm sao có đức. Hy vọng các vị dũng mãnh tinh tấn, khiến cho các tôn giáo thế giới phát dương quang đại, người người đều thành Phật. 6. Con đường vào cửa Phật. Giảng ngày 23 tháng 8 năm 1987 tại Giáo hội Đại học Thánh Hà Tây. Các vị thiện tri thức, mọi người tụ hội tại giảng đường này, đối với Phật giáo nhất định có hứng thú. Người có hứng thú đối với Phật Pháp nhất định có chỗ thấu hiểu. Nhưng còn có một vài bước đầu vào cửa. Và tình hình như vậy, tôi giảng Phật Pháp rất nông cạn. Tuy nông cạn, nếu bạn chân thật hành trì thì rất cao thâm khó dò được. Nhưng tôi trước phải nói thẳng với các vị, vì những gì tôi nói ra sẽ có người không hài lòng, để các vị có tâm lý chuẩn bị. Chỗ đản xứ của tôi là gì? Là khi thuyết giảng, có người không muốn nghe. Tuy có người không muốn nghe, nhưng tôi vẫn muốn nói. Mọi người nếu không có tâm lý chuẩn bị, sợ đến lúc chịu không được thì bỏ chạy mất. Tại sao những lời tôi nói có người không muốn nghe? Vì ai ai cũng thích nghe lời hay ý đẹp. Nhưng tông chỉ của tôi là người bỏ thì tôi giữ, người giữ tôi cũng vậy, không tranh với người khác. Do đó những lời người khác không muốn nói thì tôi kiểm lại nói. Những gì người khác muốn nói thì tôi để họ nói. Không biết bạn hoan hỉ hay không? Đây là tông chỉ của tôi muốn đối trị tật bệnh của con người. Ai có chứng bệnh gì tôi đều nói ra, mà phần đông không thích nghe những tật bệnh. Vậy cứu kính thì mọi người có tật bệnh gì?
Đó là bệnh ích kỷ. Bệnh ích kỷ này toàn nhân loại đều phạm. Nếu mọi người không có tâm ích kỷ thì thế giới không có vấn đề gì hết. Mọi người đều đại công vô tư, chánh trực không thiên lệch, vì nhân loại đem lại phước lợi. Nhưng bạn tìm trên thế gian này, loại người như thế có được bao nhiêu? Lời tôi nói tuyệt đối chính xác, tuyệt đối không phải uốn nắn đạo tác, nhưng không có người thừa nhận. Không những phạm tật bệnh ích kỷ, mọi người còn phạm tật bệnh tranh tham, hướng ngoại, truy cầu, tự lợi và nói dối. Có người nói, hòa thượng, ngài giảng những thứ này tôi sớm đã hiểu rồi, nhưng tôi không tranh thì người khác tranh, tôi không tham thì người khác tham, cho đến tôi không nói dối thì người khác cũng nói dối. Sao ngài kêu tôi và người từ bỏ? Mọi người đều làm như thế, tôi cũng làm như thế với họ. Tôi hỏi bạn, nếu như những người này đều đi vào cầu tiêu, bạn cũng đi vào cầu tiêu với họ chăng? Cho đến tương lai họ đều biến thành trùng trong phân, bạn cũng muốn theo họ chăng? Trên thế gian đều phạm những ma bệnh không ngoài tranh tham cầu ích kỷ tự lợi nói dối. Nhất là nói dối, mọi người đều cảm thấy thiên công địa đạo là tiền vốn của họ. Một ngày mà họ không nói dối thì cảm thấy ăn không ngon, ngủ không yên, nhất định phải làm cho được thì họ mới yên vui. Hòa thượng, những lời ngài nói hoàn toàn không hợp. Nếu như bạn đem lương tâm bạn ra, tâm công bình chánh trực để suy xét, những lời của tôi là hợp với toàn thế giới nhất. Đề mục của chúng ta hôm nay là Phật giáo nhập môn, nghĩa là vào cửa Phật. Từ chỗ nào mà vào? Tức là từ 6 con đường ở trên. Con người có 6 đường luân hồi, nếu đi trên 6 con đường không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối này, thì nhất định sẽ đạt đến sự giác ngộ. Đây là con đường thành Phật phải đi qua. Mỗi người muốn học Phật, trước hết phải giảm bớt 6 tật bệnh này. Tôi không thể kêu bạn lập tức đừng tranh, tham, cầu, ích kỷ, tự lợi, nói dối. Nhưng bạn nên giảm bớt, ngày càng ít thì càng gần Phật. Nếu mỗi ngày càng tăng thì rời Phật càng ngày càng xa. Tại sao tôi nói với các vị những lời như thế? Vì từ khi tôi sinh ra thì tôi đã đi trên con đường này. Đây là con đường dài đằng đẵng, đến nay còn chưa đi hết. Cho nên tôi muốn bày ra, đem kinh nghiệm và tâm đắc của tôi nói với mọi người. Tin hay không tin đều do bạn. Nhưng tôi cảm giác rất có nhân duyên với các bạn. Tôi xem các bạn từ vô lượng kiếp đến nay đều là cha mẹ tổ tiên, chư Phật vị lai, người nam là cha ta, người nữ là mẹ ta. Chúng ta có một phần tinh thần bất khai, do đó tôi không thể không nói lời thật, không biết các bạn nghe hay không. Đây là thiên thức của tôi, trách nhiệm của tôi. Mọi người nắm vững 6 đại tông chỉ này, thì trên con đường này, lái xe cũng tốt, lái thuyền cũng tốt, đi máy bay cũng tốt, thậm chí đi bộ cũng tốt, mọi sự đều thuận lợi, cát tường như ý. Nhưng phải thêm dầu, thêm nhiên liệu. Trên thân của bạn đã có sẵn mỏ khoáng sản, không cần tìm kiếm bên ngoài. Nhiên liệu là gì? Tức là đừng nóng giận. Nếu không nóng giận thì trên 6 con đường này, tự hào không có tai nạn, đều bình an. Bạn muốn đi đến đâu đều an toàn, đạt được mục đích. Muốn đến thiên đường, tiền đến thiên đường gặp Chúa Giêsu. Muốn đến Phật quốc, liền đến Phật quốc gặp Phật Di Đà. Phật Thích Ca, tại tâm sở nguyện mà không vượt ngoài khuôn phép. Tóm lại, bạn muốn đi trên 6 con đường này thì đầu tiên đừng có tâm sân hận. Hòa thượng, ngày càng giảng càng không hợp lý, đừng khẩn cấp lắm. Bạn nghe không hợp thì học từ từ sẽ hợp. Nếu không biết thế nào là không hợp thì làm sao biết thế nào là hợp? Thử nghĩ xem, trẻ con càng ngày càng lớn, cây cũng càng ngày càng cao lớn. Từ chỗ không hiểu, từ từ học rồi sẽ hiểu. Do đó tuy nói sự hiểu biết của tôi không nhiều nhưng cũng không ít. Cái hiểu biết mà tôi hiểu là gì? Tức là nhiều thiệt thòi, không lợi dụng người ta. Nếu bạn thật minh bạch rồi thì biết thiệt thòi tức là được lợi, được lợi tức là thiệt thòi. Có người hỏi một vị thiện tri thức rằng ăn chay đáo đẻ thì có lợi ích gì? Không ăn chay đáo đẻ thì bất lợi chỗ nào? Vị thiện tri thức đáp, bạn ăn chay là người sống thiệt thòi, không ăn chay thì chết rồi thiệt thòi. Ý nghĩa như thế nào? Ăn chay thì người sống thiệt thòi vì chưa thể tràn đầy sự thèm muốn đồ ngon, không thể hưởng phước khẩu vị. Nhưng nếu không ăn chay, ăn rất nhiều thịt, chết rồi thì phải đến âm phủ tính sổ. Đến thời thì tính xem bạn một đời ăn bao nhiêu thịt heo, bao nhiêu thịt bò. Nếu trong thân thể rỉ ra nhiều thành phần thịt heo thì đầu thai làm heo. Nếu rỉ ra nhiều thành phần thịt bò thì đầu thai làm bò. Phải xem hãng xưởng của bạn là lỗ vốn hay là lời. Nếu lỗ vốn thì đầu thai làm heo, làm dê, làm bò để trả nợ. Nếu lời vì lúc còn sống thì bạn không ăn thịt chúng sinh nên không mắc nợ chúng, chết rồi thì không có liên quan gì với chúng. Hòa thượng, những lời ngài nói khiến tôi không vui vẻ.
Tôi nói những lời thật cho nên bạn không vui, vậy thì bạn có thể đi nghe những lời giả dối. Bây giờ bạn không muốn nghe, đợi tương lai chết rồi mới ăn năn. Sao sớm không nghe tôi khuyên, nhưng đã quá muộn màng. Bằng lương tâm của tôi nói lời thật với các bạn, mọi người đừng nên tham ngon miệng, tham hưởng thụ, chết rồi thì sẽ không bị lừa. Bất cứ ngài nói gì tôi cũng không thể làm được. Vậy thì tốt, bạn tự lo liệu, cũng không sai. Chân lý thì ai ai cũng không dễ gì tin, vì con người u mê quá sâu nặng. Không ai muốn tin, cũng không muốn nghe, bất quá thì pháp như thế. Nếu ai ai cũng tin chân lý, thì mọi người sớm đã thành Phật, không thể có nhiều chúng sinh như thế. Rằng, bây giờ thì nói về ý nghĩa chữ nhục thịt có bài kệ. Trong chữ thịt có hai người, người bên trong chiếu người bên ngoài. Chúng sinh lại ăn thịt chúng sinh, nghĩ kỹ thì người ăn người. Trong chữ thịt có hai người, một người ở trong bụng. Người bị ăn đời này làm súc sinh thịt, bị người nuốt vào bụng. Một người ở bên ngoài, thực ra chữ thịt vốn là từ chữ khẩu mà ra. Nhìn xem người này ra hay là vào, có người nghe tôi nói như thế cho rằng kỳ diệu. Đương nhiên, nếu như hiểu rõ kỳ diệu thì không thể trôi nổi trong biển nghiệp. Người bên trong chiếu người bên ngoài. Một người đang ăn thịt thì cảm giác quá ngon, còn người bị ăn thì cảm giác quá khổ. Người ăn thịt và người bị ăn chẳng ai biết ai, cho nên người ăn thịt cảm giác thịt thất rất thơm ngon. Người bị ăn thì cảm giác khổ vô cùng. Đây là đạo lý mạnh hiếp yếu. Miếng thịt bị bạn nuốt vào bụng, chỉ tiếc rằng linh hồn không còn nữa, không thể chạy được, nếu không nó nhất định sẽ chạy ra khỏi miệng của bạn. Chúng sinh lại ăn thịt chúng sinh, kẻ mạnh thì ăn kẻ yếu, tạm thời không nói đến vấn đề thiệt thòi hay không thiệt thòi. Mọi người nghĩ xem, chúng ta đều thương mạng sống, tại sao lại muốn đoạt mạng sống kẻ khác để duy trì mạng sống của mình? Có người nói vật dưỡng nhân, con vật sinh ra để cho chúng ta ăn. Vậy cũng có thể nói ngược lại, nhân dưỡng vật. Con người cũng có thể làm mồi cho loài thú, ví như xà lang hổ báo gặp gỡ và cũng muốn ăn thịt chúng ta thì các bạn nghĩ sao? Suy nghĩ kỹ thì người ăn người, tôi cho các bạn ăn thịt tôi, mọi người có thể ăn nhưng bạn không dám ăn. Tại sao? Vì tôi không phải heo mà là người. Nếu mọi người cho tôi ăn thịt các vị, tôi cũng không dám ăn vì mọi người cũng là người, cho nên không thể hỗ tường cắn nuốt. Khi nào thay đầu đổi mặt không nhận ra thì mới ăn. Tục ngữ có câu, những gì mình không muốn thì đừng cho người khác. Hiện nay người lại nói rằng, những gì mình không muốn hãy thí cho người khác. Cho nên họ đi ăn thịt mà lương tâm không hổ thẹn. Tôi hỏi mọi người, bạn ăn hay không ăn tôi? Mọi người không dám ăn vì tôi là người. Nếu không phải người thì hỗ tương ăn với nhau cũng không biết chừng. Vì tôi không muốn người ta ăn tôi nên tôi nhất định không ăn người. Tôi không muốn người ta ăn tôi, nhưng tôi lại ăn người. Bạn nói như vậy có đạo lý chăng? Mọi người nghe rồi hãy phân tích xem, phải đạo thì tiến, trái đạo thì lùi, thiện thì theo, không thiện thì sửa. Nếu cảm thấy vô dụng thì hãy quên đi. Nếu cảm thấy hữu dụng thì vĩnh viễn đừng quên những lời nói trên. Nghiệp và tình, giảng tại Vạn Phật Thành, ngày 24 tháng 10 năm 1987. Nghiệp nặng tình mê là phàm phu, nghiệp sạch tình không tức là Phật. Phật thì nghiệp đã hết sạch, tình thì cũng chẳng còn nữa. Thế nào là nghiệp sạch tình không? Thật ra khó mà nói hết được. Chỉ nói những ý chính là thanh tâm quả dục, không nổi nóng, cảnh giới nghiệp đến thì thuận theo mà thọ. Nghiệp thì dần dần tiêu mất, tình cũng dần dần không còn tơ hào nữa. Chúng ta phần đông nghiệp lực rất nặng, tình cũng quá mê. Ngày ngày bận rộn từ sáng đến tối cũng vì sinh hoạt mà bôn ba bận rộn. Chúng ta nghĩ kỹ xem, từ xưa đến nay mọi người cũng đều vì đời sống sinh hoạt mà bận rộn. Từ nhỏ rồi lớn lên rồi già, già rồi thì chết, đều ở trong khổ sinh già bệnh chết làm lay chuyển. Tại sao? Vì tình mê hoặc mà không có trí huệ chân chánh. Có trí huệ chân thật thì không thể vì tình làm mê. Bạn nhìn xem, tại sao trên thế gian quá nhiều khổ não cũng vì chữ tình. Vì có tình cho nên có nghiệp chướng, nghiệp thì làm cho tăng thêm tình. Nghiệp gọi là gì? Nghiệp tức là y tựa vào trách nhiệm của con người, y tựa trách nhiệm trên sinh mạng, y tựa trách nhiệm trên tinh thần. Nghiệp thì không có hình tướng cho nên nhìn không thấy, nghe không đọng, ngửi không mùi. Nếu như nghiệp có hình tướng thì đã sớm đã đẩy khắp hư không. Vì không có hình tướng cho nên nghiệp chướng của bạn nhiều thì bạn tự gánh lấy trách nhiệm. Nghiệp chướng của ai nhiều thì người đó tự gánh lấy. Nghiệp chướng của tôi nhiều thì tôi tự gánh lấy. Mỗi người tạo nghiệp khác nhau, thu vào trong kho tàng của mỗi người, tức là thu vào trong ruộng thức thứ 8.
Kho tàng này có thần thông, nghiệp nặng cũng buông xả đặng, nghiệp nhẹ cũng buông xả đặng, đó là không lớn không nhỏ, cũng không có gì phân biệt. Đó là của chính bạn chứ không phải kẻ khác, ai lấy cũng chẳng được, cướp đi cũng chẳng được. Nghiệp có nghiệp thiện và nghiệp ác, nghiệp thiện viên mãn thì thành Phật, nghiệp ác viên mãn thì đọa địa ngục, truyền ngạ quỷ làm súc sinh. Do đó bạn có nghiệp thì thọ quả báo thì oán trời trách đất, nói ông trời không công bằng, mà không nhận rằng mình làm không tốt, cứ oán trách bên ngoài. Bạn phải minh bạch những gì mà mình thấy gặp, những gì mà mình có được đều là do nhân đã tạo từ quá khứ, hiện tại đã kết quả, cho nên trồng nhân gì thì được quả đó. Trồng nhân lành thì kết quả lành, trồng nhân ác thì kết quả ác. Không thể trồng cam mà kết quả ớt, không thể trồng ớt mà kết quả dưa. Hiểu rõ nhân nào quả đó thì không thể oán trời trách đất, cũng không thể trách người. Cũng như bạn mượn tiền thì trả tiền, nếu không trả thì cuối cùng nhân đó vẫn tồn tại, tuy tạm thời chưa trả xong, tương lai cũng phải trả. Cho nên giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Không những quốc pháp như thế mà Phật pháp cũng như thế. Do đó mỗi người phải tùy duyên mà tiêu nghiệp cũ, đừng tạo nghiệp mới. Thế nào là tình không? Người chẳng phải là gỗ đá, ai mà chẳng có tình. Tình này có hình tướng thì bị tình mê hoặc. Một khi mê hoặc thì ai ai cũng bị nhiễm khổ cho là vui, không có phiền não thì tìm phiền não để thọ, không phiền não thì tăng thêm một chút phiền não để thọ, không khổ thì nghĩ tưởng một chút khổ để thọ. Tình không thì chính mình phải giảm bớt tham sân cầu ích kỷ tự lợi nói dối. Bạn biết được cước đạp thập địa, hiểu rõ sáu đại tông chỉ thì bạn sẽ dần dần tình không. Phật Thích Ca ba an tình a tăng kỳ tu phước tu huệ trăm kiếp trồng tướng tốt. Không phải dễ dàng mà nghiệp sạch tình không được, không phải một lần liền không được mà phải thực hành. Chúng ta đều bỏ giác hợp trần, quên mất trí huệ, chấp trước để cho cảnh giới sáu trần làm lai truyền. Muốn nghiệp sạch tình không thì đừng bị sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần làm dao động. Được như thế thì có giới lực, có giới lực thì sinh định lực, có định lực thì có huệ lực. Có trí huệ thì không bị tình làm mê, không bị tình làm mê thì không thể bị nghiệp dắt đi. Nghiệp nhẹ thì sạch từng chút, nói thì dễ nhưng làm thì khó. Tuy là khó, chúng ta cũng đừng cho là khó, hãy nỗ lực thực hành. Trở về cội nguồn dứt sinh tử, giảng tại Vạn Phật Thành, ngày 25 tháng 10 năm 1987. Hết thảy chúng sinh đều muốn sống mà không muốn chết, nhưng không có một chúng sinh nào mà sống mà không chết. Chỉ khi bạn trở về cội nguồn, nhận thức được bản lai diện mục của bạn, sinh thế nào và chết thế nào, sinh thì cũng biết mà chết thì cũng biết. Biết không phải chỉ biết lý luận, mà là phải biết chân chánh tôi sinh như thế nào, phải chăng do tôi làm chủ, tôi lại chết như thế nào nếu bị tạo hóa khống chế, bị vật dục che lấp, không làm chủ được sinh tử. Như vậy sinh thì hồ đồ sinh ra, chết thì hồ đồ chết đi, không quản lý được chính mình. Mỗi người đều thương tiếc thân thể của mình, lạnh không chịu được, đói cũng không chịu được, ngủ không đủ cũng không chịu được, đủ thứ không chịu được. Chúng ta học Phật là vì cái gì? Vì dứt sinh tử, chúng ta phải đề cao vấn đề sinh tử, phải biết bạn từ đâu đến, bạn phải làm cho được, không đến cũng không đi, như thế gọi là Như Lai. Này tôi nói về những năm về trước, lúc tôi khoảng mười mấy tuổi, thì nghe lão cư sĩ giảng, trước kia là chủ nhiệm ban giảng tập hội đạo đức, lúc đó tôi cảm thấy rất thọ dụng. Lúc tôi thiếu thời thì thích đến các nơi để nghe người ta giảng, có người giảng tôi rất hoan hỉ nghe, nghe người giảng cổ từ, từ ngữ xưa, kể chuyện tôi nghe rồi đều nhớ hết. Nghe bao nhiêu thì nhớ bấy nhiêu, tôi đọc sách thì cũng thế, như đọc thứ tự, đọc một câu tôi bèn tự hỏi một câu, tương lai đối với câu đạo lý này có thể làm được chăng, phải chăng tôi thực hành đạo lý này, cho nên người tôi không tự lượng sức mình. Tôi từ Đông Bắc ngồi thuyền đến Thượng Hải, trôi nổi trên biển chút xíu nữa cũng là mồi cho cá. Vốn từ Thiên Tân đi 3-4 ngày thì đến Thượng Hải, nhưng lần đó thuyền từ Thiên Tân khởi hành 120 dặm, thuyền chuyển động trên biển làm cách nào cũng không đi, chuyển tới chuyển lui hơn 10 ngày, giống như bị gió lốc, đồ ăn uống trên thuyền không còn nữa, gần như người phải ăn người. Lúc đó tôi cũng không niệm chú, nằm ở trên thuyền mở mật ra, bạn nói tôi có hồ đồ chăng? Mười mấy ngày qua tôi còn rất can cường, nhưng cuối cùng đã không thể đứng dậy được.
Tôi bèn cầu cứu Bồ Tát Quán Thế Âm rằng, hôm nay con gặp ma chướng, muốn lật thuyền trên biển làm chết con. Nhưng trên thuyền này có mấy trăm người, nếu chỉ vì mình con mà làm chết nhiều người như thế, thì con cảm thấy trong tâm bất nhẫn. Con từ khi sinh ra đã nghĩ muốn vì Phật giáo mà làm chút việc. Nếu Phật giáo không dùng con, thì con nhảy xuống biển, đừng khiến cho mấy trăm người vì con mà thọ tội. Con hy vọng Bồ Tát Quán Âm từ bi, khiến cho thuyền được bình an đến Thượng Hải. Tín hiệu cầu cứu này rất linh, khiến cho sóng yên gió lặng đến Hán Khẩu. Cho nên tôi biết tôi còn phải vì Phật giáo làm chút việc. Lúc trên biển gặp tai nạn quỷ, cá, rồng, nhưng không kết thúc mạng của tôi. Cho nên nhất cử nhất động, tôi phải vì Phật giáo mà gánh vác trách nhiệm. Do đó tôi luôn luôn phải vì Phật giáo mà làm chút việc. Còn ngoài ra việc khác tôi không nghĩ đến. Hiện tại tôi có mời ông thầy giáo cư sĩ của tôi lúc thiếu thời đến để giảng dạy cho quý vị. Tôi cũng đã đi qua con đường này. Vương lão thiện nhân là người không biết chữ, nhưng thành mà minh, trí thành minh gọi là tín, trí minh thành gọi là giáo. Bạn nhất cử nhất động vì lợi ích của mọi người, không lợi ích chính mình, thì với tầm thánh nhân hợp mà làm một. Cho nên dùng một người không biết chữ mà có thể thông đạt tâm pháp cổ nhân thánh hiền. Cho nên cổ nhân có nói, ai ai cũng đều có thể thành Nghiêu Thuấn, trí đại thánh hiền thì làm thánh hiền, trí đại anh hùng hào kiệt thì làm anh hùng hào kiệt, trí đại thần thánh tiên Phật thì làm thần thánh tiên Phật. Chúng ta đừng để thời gian trôi qua lãng phí, một tấc thời gian là một tấc mạng sống, chúng ta phải trân tiết mạng sống. Lược nói phẩm tịnh hạnh của Kinh Hoa Nghiêm giảng tại Kim Phong Tự ngày 1 tháng 11 năm 1987. Phẩm tịnh hạnh trong Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật có nói rằng, Bồ Tát tại gia xin nguyện chúng sinh biết nhà tánh không, không có bước bách. Đây là nói phương pháp Bồ Tát tại gia tu hành. Bồ Tát ứng vô lượng thân, có lúc thị hiện làm ông vua, trưởng già hoặc quan lớn, có lúc hiện thân tỳ khưu ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, có thể hiện đủ loại thân, quan sát căn cơ vì người thuyết pháp. Hiện thân xuất gia thì độ người xuất gia, hiện thân tại gia thì độ người tại gia. Nhà vốn không có thực thể là một giả danh, nhưng phần đông chấp vào cái nhà này không biết bản tánh của nhà là không, chỉ là một danh từ mà thôi. Nếu giảng theo chữ Trung Hoa, phần khai chữ nhà thì rất khó nghe. Phía trên chữ nhà là bảo cái, phía dưới là chữ thì, tức con heo, có gia đình thì là chỗ đọa lạc, bên trong có thể là súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục hợp mà làm một, không có bức bách. Các vị nghĩ xem trong nhà thì có phiền não tranh giành ồn ào. Tục ngữ có nói, nhà nhà có tám màn kịch, có hội ca sướng, hội không ca sướng. Hội ca sướng thì không tạo tội nghiệp, không ca sướng thì tạo tội không ít. Hay làm kịch trường thì biết hết thảy đều là hư vọng không thật, không có chấp trước. Bất quá gặp trường làm kịch, cho nên không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối. Như vậy thì sẽ được sinh về ba đường lành là cõi trời, cõi người, cõi Atula. Cõi trời, cõi người có thể nói là đường lành. Atula có lúc hợp với cõi trời, cõi người, gọi là ba đường lành. Có lúc hợp với súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, gọi là bốn đường ác. Tại sao nói Atula là một trong bốn đường ác? Vì bản tánh thích đấu tranh, tức là đấu tranh kiên cố. Trong nhân đạo, súc sinh, ngạ quỷ đều có Atula, nhưng ngựa hại cả bầy, hoành hành xung đột, không giữ quy củ của ngựa, tức là Atula trong loài ngựa. Tóm lại, phàm là thích đấu tranh, một ngày không tranh với cái này thì cũng giành cái nọ, tức là tánh bức bách. Có tiền thì có tánh bức bách có tiền, không có tiền thì có tánh bức bách không có tiền. Người không có tiền thì có vấn đề về ăn uống, quần áo, chỗ ở, vân vân, đây là tánh bức bách. Người có tiền cũng có vấn đề, luôn thấy không công bình, hoặc nói phần của bạn to, phần tôi nhỏ, hoặc bạn dùng nhiều, tôi dùng ít, đây cũng là tánh bức bách. Cho nên đoạn trên có nói, biết nhà tánh không, không có bức bách. Vì con người đối với hết thảy đều coi là thật, đối với tiền cũng coi là thật. Một khi coi là thật thì phiền não sẽ đến. Thật ra chỉ muốn duy trì đời sống thì đủ rồi. Nhưng tâm con người như hố không đáy, cổ nhân nói rất chí lý rằng, suốt ngày bận rộn chỉ vì đói, được ăn no rồi lại nghĩ đến quần áo. Con người từ sáng đến tối bôn ba chỉ vì tìm ba bữa ăn, sợ đói, ăn no rồi thì lại nghĩ đến quần áo. Nếu quần áo không đẹp thì kiếm thêm tiền mua đồ đẹp. Quần áo thức ăn đủ rồi thì lại đi tìm ý chung nhân. Ngày đêm luôn chuyên tâm nhất trí nghĩ tưởng. Phải chi chúng ta lại Phật được thành tâm như thế thì Phật nhất định gia bị cho chúng ta.
Tiếc thay không có ai lại Phật thành tâm như thế. Trong phòng còn thiếu người vợ đẹp hoặc chồng tốt. Lúc này trăm phương ngàn kế đi tìm đối tượng, làm sao dò xét sự vui thích của đối phương. Cưới xong vợ đẹp và thiếp xinh, lại không quan chức bị người khinh. Năm phẩm, bốn phẩm hiểm quan nhỏ, ba phẩm, hai phẩm cũng hiểm thấp. Làm dân thì bị người khinh khi, nhưng quan nhỏ lại không muốn làm vì không đủ quyền thế. Nhất phẩm đương triều làm tể tướng, làm được tể tướng chê chưa đủ, khi được làm vua lại nghĩ muốn đánh cờ với thần tiên. Khi được làm tể tướng thì còn cảm thấy không đủ, còn muốn làm hoàng đế, tổng thống. Khi được làm hoàng đế rồi lại nghĩ, ôi nếu được đánh cờ với thần tiên thì vui biết mấy. Cho nên nói, nhân tâm bất túc xà thôn tượng, nghĩa rằng tâm con người không biết đủ, như con rắn nuốt voi. Chúng ta nếu biết nhà tánh vốn là không, vinh hoa phú quý đều như giấc mộng, thì hà tất phải lo buồn phiền não như thế. Ăn không ngon, ngủ không yên, như vậy thì buồn lo không sao tả hết được. Đó là đạo lý rất bình thường, ai ai cũng biết, nhưng ai ai cũng sinh chấp trước, phá mê không được. Nếu phá được thì bỏ mê về với giác ngộ. Ngàn xưa đến nay gia đình vẫn trường cửu tồn tại, không có biến hóa. Nếu hiểu được còn có gì để chấp trước. Cho nên nói xin nguyện chúng sinh biết nhà tánh không, không có bức bách. Nếu không hiểu thì thành ra tinh thần cô phụ trách nhiệm. Cho nên chúng ta phải biết vấn đề gia đình. Nói như thế không phải là không cần gia đình, không phải, chỉ là đường sinh tâm chấp trước. Phàm việc gì qua được thì tốt. Tục ngữ có câu, lông kê hữu thực, thang hoa cận, giã hàng vô lương, thiên địa khoan. Nghĩa rằng gà ở trong chuồng tuy có thức ăn, nhưng gần nổi nước sôi, không biết chết lúc nào. Con hạc ngoài đồng hoang, tuy không có thức ăn, nhưng trời đất rộng bao la, sống tự tại. Phẩm Tịnh Hạnh lại nói, Bồ Tát Đại Gia xin nguyện chúng sinh, việc lành nơi Phật, hộ dưỡng hết thảy. Đây là nói về việc hiếu thuận cha mẹ. Bồ Tát Đại Gia biết hiếu thuận cha mẹ, do đó phát nguyện hết thảy chúng sinh cũng hiếu thuận với Phật. Nhưng chúng sinh chưa thấy Phật, cho nên xem cha mẹ như Phật. Như vậy mới là hiếu thuận. Người xưa có nói, cha mẹ như Phật sống, không hiếu thảo với cha mẹ mà muốn học Phật có sở thành tựu thì không có lý. Cho nên hiếu thuận cha mẹ tức là tin Phật. Tin Phật thì phải từ căn bản mà dụng công. Hiếu thảo với cha mẹ tức là thêm phân